Lia, Tuyết Trang và Bích Trâm xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Trang Fashion and Jewelry vào ngày thứ tư. Vâng, thưa quý vị, vừa tuần rồi đó thì chúng tôi có một chút trục trặc kỹ thuật về công việc, nhưng mà bây giờ thì ok rồi. Mọi thứ sẽ sẵn sàng, nhất là ngày lễ Mother's Day sắp tới thì rất bắt buộc là phải bán được, đúng không em? Bên đây đi gì single để mai rồi. Hôm nay là ngày độc lập của nước mẹ Tây Cơ nữa, cho nên cũng rất là tuyệt vời. Thôi con nói vài câu mẹ mẹ Tây Cơ coi. Mẹ à, hả? Tiếng mẹ hả? À, hả? Hola. À, đúng rồi. Hola. Si. Si. Tacos. Doritos. Ok, nói tiếng Mỹ hả? Ok, Doritos. Rồi, hôm nay là chờ Bích Trâm biết được rằng là tất cả quý vị đang còn chuẩn bị cho cái ngày lễ Mother's Day cuối tuần này. Thì tất cả của quý vị là bây giờ đang có lẽ là chợ búa sắm sẵn đồ ăn hết trơn rồi để thì đó một là và đồ nấu hết, nước. Không bán hết đồ luôn. Đó. Không có đồ để mà bán được, tại vì quý vị mua nhiều quá. Đó, thành ra mời quý vị nha. Để hôm nay là nếu quý vị còn muốn mua sắm thêm cái gì nữa thì mua sắm ngay thôi. Rồi để đến cái ngày Father's Day nữa làm chi, đúng không? Nào, mẹ xong là đến bố. Rồi con nói gì không? Happy cái gì? Single de Mayo. Happy Single de Mayo. Rồi, và bây giờ Bích Trâm sẽ xin gửi đến cho quý vị món nữ trang đầu tiên. Nhưng mà quý vị có nhớ rằng là mỗi lần mà vào show giờ Bích Trâm cũng thường thông báo với quý vị rằng là quý vị mua những cái áo, cái quần hay gì đó thì cứ shipping là cứ tính tiền theo trên cái UPS quý vị nhé. Còn ngoài nay trừ dạy cũng đòi phí chứ. Vậy hả? Thật khổ ghê. Bởi vậy rồi khi mà mình mua được trang thì trước trang có thể free được, tại vì cái đó nó cũng nhẹ hơn một chút xíu. Chứ còn mà nay dạy tiền gì rồi cũng ai cũng đòi phí. Đòi phí hả? Khỏi nhắc gì. Khỏi nhắc nữa, trời ơi, khổ ghê không? Đó. Thành ra thôi, cảm ơn quý vị nhiều lắm. Rồi bây giờ chúng ta gửi đến cái món Ê, được trang bây đi. Giờ bây giờ đang chuẩn bị đồ về bữa nay, mặc đồ này lên giờ vô Facebook của Bill Gates đi, tạo mới ly dị. À, thì đó. Hình như còn có cơ hội. Còn có cơ hội. Đúng rồi. Bill Gates đã mấy chị đã em single giờ còn có cơ hội. Đúng rồi. Ông đã đưa đâm đơn à, bà vợ đâm đơn ly dị là từ phải nói là ban hôm nay là ngày thứ ba. Đừng, hôm nay là ngày thứ ba, nhưng mà họ vẫn cái đó là một cái gọi là scandal rất là lớn trong tất cả những cái người mà tỷ phú ở trên đất nước Hoa Kỳ. Mà người tỷ phú mà nổi tiếng là Bill Gates từ cái Microsoft, tức là những cái mà cái hệ thống Windows đó, ông là cái người phát minh ra cái hệ thống Windows đó, mà từ mấy mươi năm qua đã chiếm lĩnh thị trường của Hoa Kỳ và toàn thế giới. Nhờ đó mà ông đã trở thành cái người tỷ phú. Và người vợ của ông, bà Melissa đó, là bà lại là một cái người cộng sự làm việc với ông thôi, bà là chỉ nhân viên làm việc thôi thưa quý vị. Nhưng mà về sau này đến năm 1987 thì là hai người đã kết hôn với nhau. Thôi chị nói có qua ba rồi, đứa giờ con. Nói túm lại bây là giờ đó ổng kìa. Bây giờ đi tới gần ổng mới nói gì cho dời chồng. No, không, không, bây giờ phải nói thế này. Nhưng mà cái vấn đề mà hai người ly dị thì mình phải hơi dài dòng văn từ chút, tại vì hai người ly dị nhau đó, người ta ai cũng tò mò thắc mắc lắm quý vị ạ. Người ta bảo chứ tại sao ly dị, giàu có quá như vậy mà tại sao ly dị? Bây giờ nếu mà ly dị mà chia đôi một nửa tiền ra đó, thì bà này cũng phải có một nửa số tiền, ít nha 128 một tỷ. Người có 80 mấy tỷ. Một người có 80 mấy tỷ thôi. Thành ra bây giờ mới cứ nghĩ vô con khi trong khi mấy đứa con nha, mấy đứa con nha, ba đứa con nha, ông không cho. Ba đứa con đồ cái đứa chị với người ta đi bắt hàng. Không. Bây giờ làm sao đi tới gần ổng kìa. Bữa nào bà thấy tôi dọn đi silicon valley là bà biết. Rồi thì đó đó rồi đó. Đó tôi cùng cầu. Tôi cùng cầu cho ba đi lên được đến đó đi chứ tôi còn đi lên thành ra bà lo mấy chuyện đó trước đi. Chuyện có nhà ổng kìa, ổng động giải quyết. Cho tôi nắm áo. Rồi ok, số 1. Rồi. Cái áo trời đặc biệt hết trơn á. Rồi cái đôi bông tai quên, cái đôi bông tai ai lại lấy cái đồ này. Áo của Alia là 30 đô. Cái áo vàng vàng Alia mặc đó là 30 đô la. Đó. Con bây giờ phải làm con lấy cái bóp đó cho cô.
giờ chị phải làm sao mà cho nó đẹp mà nó nổi trội á. Đó đó, đó dưới đất đó. Đó, cái đó để cô lấy đồ. Chị gặp Bill, chị đi với Bill Gates lúc đó mới chuyện lạ. À, mới là chuyện lạ đó ha. Đó, trời ơi, chị cầu xin á. Chị cầu xin mà chị đi được với Bill Gates là cho chị đổi đời. Cô phải làm nhân viên giống như vợ. Đúng, đúng. Trời ơi, con bé nữa nó hay ghê luôn á. Giờ con về con chỉ cách đi. Cô về con apply cho mấy cô đi. Ừ. Chị cách cái upline đi cho cô được trúng vào mắt xanh của ổng cái coi. Cô đổi đời luôn. Cô đổi đời. Cô cho cô đổi đời một cái đi. Ừ. Ok, đôi bông số 1 là bà 14, cái này giá là 140 đô. Cái này là paper cường biến mặt cái loại thanh thanh mỏng mỏng. Ừ. Đeo vô nè. Đó. Lấy thêm một cái nữa là 2. Cho nó mau. Đó. Đó, thành ra quý vị ơi, dễ đó. Ghê không? Chỉ thành... có 110 đô. Đây, không, 110 thôi Dũng. 110. Sao nghe Bill Gates họ cũng là quấn lên 110 Beaver Cliff. Cái này là bàn 14 là rất mừng. Bây giờ muốn vậy đó là đi lên trên lên ghê cho người ta chiếu kìa. Mua lên silicon và đây lấy đi. À, giờ chắc tôi phải đi mua lên đó mới được để tôi kiếm biết đâu vận hồi. Biết đâu vận hồi vận, thưa quý vị đó, đây mời quý vị coi trên cái bông tai paperclip rất dễ thương quý vị ạ. Rồi cái sợi dây paperclip nữa là quá là đẹp luôn phải không? Yeah. Đó. Cái này này rồi. Đó, mấy cái này đó. Mình đeo chung một bộ. Đó. Giờ mình chỉ còn hai thứ thôi, một là Bill Gates, hai là bán hàng. Hai thứ đúng. Hai thứ đó tập trung vào, ok. Ừ. Bill Gates hoặc là bán hàng, hai thứ. Rồi. Ngoài ra đừng có mơ mộng gì nữa. Chứ mơ đi, trời ơi, cứ mơ một chút đi, ước mơ thành hiện thực. Rồi, cái dây đó chiêu nào? Cái dây một chỉ ba, sợi dây một chỉ ba, 340 đô la. Đeo một set đẹp quá. Đây nè, đây nè quý vị, cái một dây set này nó dài, thấy chưa? 20 inch. Sợi dây dài 20 inch và cái lại 340 đô la và cái bông tai cũng trong toàn ten nữa, rất là đẹp. Đẹp chưa? Đó. Rất xinh không quý vị? Đó. Cái đôi bông đầu tiên nó là 110 và cái sợi dây này là 340. Đó. Đó, món số 1 có hai cái món, cái đôi bông 110 và cái sợi dây cổ 340. Rồi, cảm ơn quý vị. Qua món kế tiếp. Đấy rồi ơi, Alia cho xịn quá. Con đi học phải không? Đó, được á, đi học mà xịn thế thì thôi. Đó. Rồi hôm nay đi học được để coi mặc đồ đẹp quá ha. À, cái áo nhiêu tiền ta, cô Trang cô đi đâu rồi? Cái áo 70 đô la. Rồi cái mắt kiến. Cái mắt kiến 150, đẹp chưa? Đó. Rồi Celine. Đó. Rồi cái backpack. Louis nó bảo nó đi học đó. 2006 cái backpack này là mới toàn. Là rich kid. Đúng rồi, đi Harvard học. Yeah, đi Harvard học. Đó. Leo gì mà cao quá. Rồi qua cái đôi bông tai này, thưa quý vị, đó là một đôi bông tai của vàng 18 nặng 1.4 và giá là 430 đô la. Đây, cái đôi bông này quý vị nhìn thấy là biết như thế nào rồi. Nó có những cái diamond cut nằm ở trên đó rất là đẹp. Đó, cho trên tai của chị nha. Rất đẹp nè quý vị thấy không? Tuyệt vời chưa? Không chê vào đâu được hết trơn á. Quá đẹp, quá lộng lẫy. Rồi qua đến một cái món kế tiếp thưa quý vị, đó là một cái lắc đeo tay. Cái lắc đeo tay này là diamond cut, cái vàng nó vàng trắng. Vàng 18. À, và vàng 18 nặng đến 2 chỉ và giá là 560 đô la. Trời con này làm vườn nó cắt nước ta. Mấy cái lá mà nó có
cái gai gai á, cắt vào trong cái tay. Rồi đây thưa quý vị, 560 đô la rồi quý vị, đẹp chưa? Đó, 560 đô la, xinh ghê chưa? Là khoảng 7 inch. Trời có chưa? Cái tay bị bị trầy trụa. Da nặng 2 chỉ và 18 và giá là 560. 560 đô la. Rồi, cảm ơn quý vị. Rồi, qua món kế tiếp nữa, nó là cái gì đây? Số 4 thưa quý vị, đó là một cái mề đay, một cái pendant có cả dây luôn. Với cái giá là 560 đô la. 315 đô. 1 cg thôi, số 4. 1 cg, đúng nặng rồi. Chị hai. Đẹp ghê không chắc? Nhìn cái màu sáng đấy không? Đúng rồi. Đây là giống như cái dây mà chopa, cái dây chopa nó rất là mắc. Đúng rồi, đây. Đúng rồi. Cái này là hộp CZ. Hộp CZ thôi mà đẹp ghê không? Chị hai và giá là 315. Hộp CZ thôi mà đẹp, người sợ chưa? Quá đẹp luôn nè quý vị, rất xinh ha. Dạ, cái chopa là chị mua mất tiền. Thì giờ mua cái này thôi, 315 mình đeo được rồi. Dạ đúng rồi, mình đeo người ta cũng không để người ta đâu để ý gì đó. Dạ. Giống chị là... đi với Bill Gates, cái ai biết chị đeo. Ai biết chị đeo rồi, đúng vậy. Đó. Đó, tôi là đeo thế này thôi là người ta tưởng tôi đeo hột xoàn. Rồi, cảm ơn quý vị. Qua món kế tiếp thưa quý vị, đó là một sợi dây vàng 10, một cái lắc vàng 14 nặng đến 1 chỉ và giá là 235 đô la. Cái sợi dây này á, nó cũng dễ thương ghê không? Nó là gồm có những cái tròn tròn nè. Có một những cái miếng vàng tròn tròn đeo vào tay nó lấp lánh cũng dễ thương lắm quý vị. Dạ, bây giờ là đeo vậy không? Trời ơi, bây giờ là... chị thấy đeo vậy nó tiền hơn em ơi. Mà tại vì em mua được nhiều. Xong rồi em mới nói với chị hoài đó. Thì mấy chị cứ mua dồn tuần nào mua cái đến cuối đời thì mình sẽ được vài ký. Đúng rồi. Đây này, dễ thương cho quý vài vị đây. Lo hậu đó. Sự. Đây, chị có 235 thôi. Cái này một chị. Đó, 235 dễ thương chưa? Đó. 235 thôi là ngon lành mình rồi quý vị. Mình cứ sắm một cái thùng với chị, mình cứ đeo xong. Trời rồi quăng quý vị nhìn thấy tay bức trâm bị cắt không? Lá cây làm vườn nó cắt vào tay. Trầy chùa. Rồi, cảm ơn quý vị. Xong cái lá mình sắm cái thùng với trâm, mình cứ đeo xong mình chán, mình quăng vô đó, mình chán, mình quăng vô. Đúng đó. Rồi. Tới cuối đời mình được vài ký. Rồi, thưa quý vị, qua món kế tiếp nè, là một cái đôi bông tai vàng 18. Hộp cũng hộp CZ thôi nhưng mà nặng đến 1 chỉ và giá là 250 đô la. 250 đô la cũng dễ thương. Tại vì mấy cái này chị đi bán nó cũng rất là dễ. Rồi. Nó rất là simple, bỏ lên cần cần tiền. Đúng rồi. Chữ vàng thôi là xong ngay. Yeah. Đây, thấy cái cũng là 235 đô la hai cái chữ C, rất dễ thương. Đó, 235. 235 xinh quá. Đó. Alia, hình như cái áo có người mua. Không có người mua hả? Mày cái khác. Rồi, dễ thương không quý vị ha? Rồi, cảm ơn quý vị. Và bây giờ qua một cái món kế tiếp nha. Cái món kế tiếp thưa quý vị đó là gọi là dây lắc vàng 14. Và giá gửi đến cho quý vị là 300. Mà cái dây này á, nó có cái adjust. Tức là cái này nó kéo tới kéo lui để nó cái khóa là cái adjust rất là dễ. Cái giá là 300 đô la. Giá 300 đô la tiện lợi vô cùng. Đó tiện lợi vô cùng. Dạ, cái này nó có 3 màu. Và cái trên cái lắc này nó có 3 màu. Cái thỏi á giống như hình trụ á là vàng. Vàng gold. Và mấy cục tròn á rose gold và white gold. Đó, đây thưa quý vị. Đẹp không? Đó, nó vậy đó. Rất là đẹp, thấy chưa? Rồi đó, thành ra cái đeo cái này dễ thương. Vật là cái adjust là như thế này nè quý vị. Đây, cái adjust là thế này đó, cái này đó, đó để mình kéo, rất đẹp ha. Rồi, cảm ơn quý vị, cảm ơn em. Qua món kế tiếp thưa quý vị, đó là một sợi dây 2 chỉ 2 vàng 14 và giá là 560 đô la. Cái sợi dây này đó nó rất là đẹp, là ở cái chỗ nó có đến nhiều sợi. Mà những cái sợi này là sợi dây đeo cổ và nó có cái móc. Quý vị muốn đeo hết cả 3 sợi, quý vị móc mua cả 3 sợi. Còn nếu quý vị muốn chỉ có 2 sợi thôi thì lấy ra 1 sợi. Thì còn lại 3 sợi ở trong đó. Nó rất là đẹp. Đây,
em cởi nhìn chỗ này coi, đó nó rất là đẹp nè, đó. Thành ra quý vị sẽ nhìn thấy cái mà kiểu mới bây giờ đó là người ta đeo ba sợi, người ta đeo ba sợi bốn sợi cũng hay lắm quý vị. Biết Trâm thấy mấy cái cô anchor trên đài truyền hình Mỹ giờ họ cũng đeo vậy á. Yeah, nhìn nó rất là sang. Đeo cái vàng vậy thôi đó. Yeah. Nó đẹp dễ sợ. Đó. Rồi. Đó, đây thưa quý vị. Nó chỉ như vậy thôi, thành ra khi mà quý vị đeo vô rất là xinh nè. Đó. Đó là biết Trâm là thấy mấy cái người đeo rồi, và trên cái đây nè quý vị, nó thấy những cái móc không, đo những cái này quý vị cứ việc tháo ra thôi. Quý vị cứ việc tháo ra, quý vị muốn đeo một sợi thì tháo ra. À, rất là dễ ha. Đây. Dễ thương ha quý vị ha. Đó, $560 nặng đến 2 chỉ. À, 2 chỉ 2. Đó, rồi. Cảm ơn quý vị. Qua một cái món kế nữa, đó là một cái đôi bông tai vàng 14 và giá là 210. Cái đôi bông tai vàng 14 này á, nó là nó gồm có những cái cũng có những cái tròn tròn ha, yeah, tức là một cái lắc đôi tay á. Ừ. Đó. Giống mấy cái lắc mà hay là cái dây mình mới vừa chiếu xong. Ừ, đúng rồi, nó đó có thể đi một bộ. Mà cái này nó có đó. Đây. Cái này nó đây. Xinh dễ hơn. Thì cho mấy người chơi tay nhỏ xíu giống như chị. Đó, đúng rồi. Chà, tay mình sao nó bé thế. Đây nè quý vị, à nó có con ong này nè, thấy quý vị theo đó, nó tròn tròn nó có con ong chứ nè, Gucci. À thì mình cứ tưởng tượng đây là đôi bông Gucci đi, tại vì nó có con ong. Ừ. Rất là dễ thương luôn đó quý vị, thấy không? Rất xinh đó. $210. Rồi qua một cái món kế thưa quý vị, đó là một cái pendant vàng 14 nặng đến 6, có cái hộp 6 ly 6 và 2 chỉ vàng 14 và giá là $2,999. Cả dây cả mặt luôn á quý vị, $2,999 mà cái viên hộp này đến 6 ly quá à. 6 ly 6. 6 ly 6 là hộp trắng sạch đẹp lắm đó quý vị. Rồi. Nhưng mà nó trắng. Hộp trắng rồi, 2,999. Dễ thương chưa quý vị? Đó. 2,999. Đó, rất đẹp, rất dễ thương nè. Trời, 2,999 rồi quý vị. Đẹp chưa? Mình đeo một cái vậy thôi trên cái áo mình rất là đẹp. Rồi, cảm ơn quý vị. À, qua một cái món kế tiếp. Đó là một sợi dây trái tim và 14 nặng 1,4 và giá là $360, nặng 1,4 cái chuyện. Ô, trái tim và có chìa khóa. Cái này mà anh chị nào mà hẹn nhau đó là cái này, hoặc là ông xã mình còn gan thôi mua cái sợi vàng nhẹ nhẹ vậy nè, trái tim của anh nè, chìa khóa giao cho em hết rồi, bây giờ tặng lại cho em một cái vậy chứ. Mà mấy cô con gái $390 nè, tại vì nó kiểu của Tiffany. Đó, dễ thương không quý vị? $360 rất là đẹp, rất dễ thương. Bữa nay dịch mà sao đi đâu mà toàn đi travel. Rồi, cảm ơn. Rồi. Trời ơi. Nó đi travel ở đâu vậy không biết nữa, đang dịch mà. Rồi cái áo mấy chục, bảy chục, 40. Thôi cái áo 40. Áo Fendi đàng hoàng mà 40 nè. Cái này có Korean. Cái này nó có màu trắng, màu đen. Tại cái này nó lại ngắn. Em đúng. Nó có màu trắng, màu đen, cái này màu xanh lơ nghe quý vị. Này màu xanh với màu đen cũng kia là màu trắng. Đen rồi, dạ, đeo cái mắt kiếng của cái gì đó, Bottega. Bottega. Giá $150 của Bottega và cái mắt thắt. Mắt chế cập cũng dễ thương. $100. Đấy. Thấy không? Đấy, dễ thương chưa quý vị? Bây giờ quý vị không, mình một cái backpack này quý vị biết không, sometimes mình đi chợ đi búa này kia, cái backpack này đeo cũng tốt lắm mà không sao hết trơn đó quý vị. Đó rồi, hay là các bà mà lớn tuổi bây giờ họ đeo, họ xách giỏ đau vai, nhất là đeo cái này lên, giống là chị vậy đó. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Con chị nó lãng chị
Con chị nó còn nói nữa, mẹ sao mà cái không nhớ được kìa. Nói ủa thì ngày xưa lúc bằng tụi con thì về đã làm được nhiều thứ rồi. Dạ, bây giờ như cô kia nói em tại sao không lấy cái Bluetooth đeo trong tay đi để nhiều khi nói xe nói phone rồi khỏi bị nói trời ơi cô đi kiếm đó còn khổ hơn nữa. Y chang mà đeo không có qua tới ngày thứ hai là mất rồi đó, đó đúng rồi. Mà chỉ nhất là cái cánh đi kiếm nó đi kiếm nó còn khổ nữa. Em có biết cái thằng em gì nó cho gì một cái nó mua hết 200 mấy nó cho chị mà chị rõ ràng chị đeo chị bỏ đó mà xong giờ chị lục tung rồi lấy chị tìm không ra nữa, nói thôi bài bà đi đầu óc bà đi đâu rồi ôi tao nói tao để đây đi mà theo cái. Tôi mua cho bà giờ nó mất tiêu rồi cười muốn chết khi rồi. Lia nó nói đó cái gì cũng không nhớ mà chỉ có tên trai là nhớ tên trai là nhớ rồi ừ. Bởi vì con còn sáng, sáng suốt chứ rồi bà là con bà sáng đâu à. Người ta đã là không nhớ đầu. Gì hết. Còn cái này là bà nhớ tên trai là bà còn sáng suốt. Đúng rồi. Khách hàng 5 tháng trước cũng nhớ. Chứ sao? Cái gì cũng nhớ hết trơn á. Cái gì cũng nhớ hết trơn à. Trai thì nhớ nhiều hơn. Ok rồi. Qua cái món số 10 thay mùa số 12 thưa quý vị, là một sợi dây vàng 14 nặng đến 1 chỉ và 260 đô la. Mấy cái kiểu này dễ thương lắm này quý vị. Đúng là đeo mấy cái kiểu này rất đẹp. Trái tim. Cái này tặng mẹ nè, trái tim lệ mẹ nè quý vị. Lệ mẹ nè, tặng cho mẹ, tặng cho chị gái, em gái, à, con gái. Trời ơi, dễ thương ghê chưa quý vị. Thấy không? 260 đô la cho ngày lệ mẹ. Quá đẹp, quá xinh quý vị. Đẹp ha? Ừ. Một trái tim lớn, thấy không? Khoét một thành là một trái tim nhỏ. Tức là tình yêu đậm đà lắm đó quý vị, thấy không? Không có mẹ sao có con. Ừ, cứ nhớ vậy đó, 260 đô la. Cái này chứng tỏ là gì phải không? Yêu mà té lên té xuống nước. Té lên té xuống nó mới rớt ra. Nó mới rớt ra vậy đó. Vậy. Rồi, qua cái số 13. Thưa quý vị, cái số 13 đó là một cái lắc vàng 18 nặng 1 chỉ rưỡi với giá là 380 đô la. Mà cái sợi dây này có 3 màu, diamond cut, mấy cái hột châu diamond cut. À, vàng gô nè, vàng trắng nè và vàng màu vàng ba màu ừ. Thành ra với cái giá là 380 vàng 18 đấy thấy không, đây nó cũng giống nhau rồi quý vị, không cái này là ba màu nè, cái này một màu thế nào thấy không ừ. Đó cái này hồi nãy giới thiệu quý vị là màu trắng này không, cái này là ba màu. Mà cái này nó nhiều tiền hơn, nó lớn hơn. Đó, cái này nó ít vàng hơn chút xíu. Thì nó rẻ hơn chút. Đó, quý vị, đẹp không? 380 đô la, xinh nha. À, rồi, cảm ơn quý vị. Qua cái món kế tiếp, thưa quý vị. Đó là số 14. Đó là một chiếc nhẫn GIA 4 ly. 4K. Ồ, 4K. 4K lẻ 1 nước N. Và IF. À, IF vàng 18 à, cái nặng gì đây 2.1. Nặng 2.1 và size 3 à, giá là 33.500 33.500 trời ơi đã chưa, bữa này đám cưới được ừ. Bữa này lấy chồng, bây giờ lấy chồng lấy ai đây trời. Để tôi tìm con. Không ai lấy ai mà ai lấy đi trời. Trời ơi cho tao làm chứ sao mà lấy ai? Trời ơi cho tôi làm cao chút cái trời ơi. Cái tối ngày không cứ là dạ, ai lấy chị nào mà kén mà lựa cái viên mà sạch hết ừ. Trong không có gì hết ừ. Thì là cái viên này. Viên này nó là IF ừ. Internal Flawless. Trời ơi sai sai ai mà bé tẹo tèo tèo thế này. 33.500 đẹp lắm quý vị. Ừ. Dạ cái này nó được 10 ly 20 ha. 10 ly 20 tức là nó đến 4 carat rồi. Nhỏ xíu đeo đẹp. Ừ, tay cỡ tay Tuyết Trang á. Không, vậy tay em còn rộng. Vậy hả? Nữa. Ừ, nhỏ lên hả? 14. Cái đẹp tay này, không? Cái tay này bằng đứa em dâu nhà chị chứ. Tàu cái người đó cao lớn mà sao cái tay nhỏ xíu à? Rồi, đây 33.500 đẹp lắm quý vị. Cái tay mình làm dễ thôi. Internal flawless nha quý vị. Nhưng mà nó đường cái là mấy cô nào mà nhỏ xíu thì mình, cái tay nhỏ thì mình không có công làm tại đúng vì rồi. Làm á nhiều khi mình nhìn mình thấy sốc luôn. Đây cái giấy của nó đây. Đó, quý vị thấy không? À bao nhiêu này 4.1 nè ừ. Chị nhìn vô chị thấy cái trái tim mũi tên đẹp ừ, đẹp sang dễ sờ à, thành ra đeo cái chiếc này với cái này Alia Alia vô nổi Alia vô nổi không đẹp không nhận cái
ngón út, yeah. Ngón út có vô nồi không? Ngón út cũng vô nồi hả? Thử coi. Thôi, sợ nó sợ. Rồi, qua món kế tiếp thưa quý vị, đó là một chiếc nhẫn cẩm thạch vàng 14 và 2 nặng 2 chỉ 8 và giá là 1.100 đô la. Cái chiếc nhẫn cẩm thạch này đó, phía trên đây nó có một cái viên cẩm thạch, cái này là cẩm thạch kiến nè em. Cẩm thạch kiến này, yeah, nó mỏng nhỏ mà xanh, thiệt là xanh. Và rất là xanh, và trên đây cũng khoảng là 1 carat hột xoàn ở trên cái vỏ. Rất đẹp luôn, 1.100 đô la nè quý vị. Đó, đẹp chưa? 1.100 đô la, quá đẹp luôn nè. Thấy không? Tuyệt vời không? 1.100 đô la đó quý vị, thấy không? Xinh ơi là xinh rồi, cảm ơn quý vị nhiều lắm nha. Đó, cái vỏ rất là dày, thành ra mình làm á, nó dễ lắm. Mình làm lớn, làm rộng, làm nhỏ, làm bé gì cũng được, phải không? Rồi, cảm ơn quý vị. Và trở lại với Aria nè. Aria nè. Cái áo Kenzo, mấy chục, 40 đô la, và cái bóp YSL là nhỏ, mini, 1.100. Đó, mới toanh quá quý vị, dây vẫn còn bọc, chưa có tham ra, mới toanh còn bao, giá là 1.100. Hôm nay xách cái này để đi đâu, bắt phố hả, đi đi uống bố bà phải không? Dạ, đương nhiên rồi, lâu rồi. Lâu rồi, đang thèm uống bố bà. Con bỏ con đi nha cô. Nghe chưa, nói con bỏ con đi uống bố bà kìa, xách cái này đi uống bây bố giờ con đi rồi con mua về cho mấy cô. Con đi bộ ra ngoài con mua xách về. Con bảo dưỡng con đi. Thôi con xỉu. Rồi, thank you. Qua món kế tiếp là một sợi dây vàng 14 và nặng 1 chỉ 1 và giá là 295. Cái sợi dây này cũng rất là khéo nha quý vị. Cái sợi dây này á, là một trái tim lồng bên trong một cái hộp. Mà cái hộp này á, là cái hộp thư nè. Rõ ràng đây là cái hộp thư nè. Cái hộp thư của tình yêu bên trong nó có cái trái tim. Cái hộp thư này đó. Quý vị thấy cái trái tim không? Đây là một, đây là hộp thư đó quý vị. Cái bì thư nè, giá 295. Cái bì thư nè quý vị thấy không? 295. Đó, cái bì thư, bì thư có trái tim, bì lá thư tình yêu quý vị nha, lá thư tình yêu. Giờ này mà chúng tôi có được cái lá thư tình yêu thì đã quá. Giờ này mà để cho hai chị em chúng tôi có lá thư tình yêu thì mê quá. Nhất là ngày lễ mẹ sắp đến rồi, có lá thơ tình yêu đi quý vị ơi. Ai gửi cho tôi lá thơ tình yêu? Từ con. Rồi, 295 dễ thương ha quý vị. Qua món kế tiếp nè. Mình không có, mình lấy một sợi nữa mình nhận. Ồ đó. Mình không có lá thơ tình yêu, mình có lấy một sợi nữa mình nhận. Lấy một sợi nó nhìn thôi được rồi, yeah. Phải không? Trời ơi sao nóng thế, cho cái quạt qua đây một chút em. Chạy thẳng tới, chiếu thẳng tới. Rồi, số 17, rồi. Sợi dây 220 đô. Số 17 là sợi dây 220 đô la. Nó là một sợi dây vàng 14 nặng 1 chỉ và 220 đô la. Quý vị ơi, có thanh giá nằm ngang đẹp ghê á. Đúng là cái này mà lễ mẹ đấy cũng nè, cũng tặng cũng rất là đẹp nè quý vị. Đó. Đó. Qua đi. Rồi, qua đi. Rồi. Qua đi con. Rồi, qua một món kế tiếp nữa thưa quý vị, đó là một cái đôi bông tai vàng 18 và cái giá là 1.100. Cái đôi bông tai này đó, nó có cái khoen tròn trên đó, nó có hai cái viên hột xoàn, mỗi một viên như vậy 4 ly không? Dạ, cỡ 4 ly đó. Và trên cái vỏ này, vỏ Hồng Kông rất là đẹp đó không chị. 1.100 đô la, đẹp ghê quý vị. Cái này mà quý vị có một cái mặt dây chuyền á, có cái mặt dây chuyền mà nó hồi xưa mà em cũng có bán giày giống vậy nè em. Đó, nó cũng có một cái hộp như vậy đó. Cái này quý vị đã mua rồi, quý vị mua cặp này nữa là quý vị làm thêm cái này bộ. Cho mấy chị nào có cái trái tay mà dài bự. Thì cái này nó vừa. Nó rộng. Nhưng mà nó làm con té kiểu này đẹp em, đâu cần phải là trái tay nó lớn đâu. Giống như chị biết không, giống như cái đôi bông mà em đang đeo nè. Trời ơi, nó nhẹ mà mình không có feel là mình không đang đeo là đang đeo phải không? Đó. Thường ngày mình đeo cái đôi bông nó rất là khó chịu nhưng mà cái đôi này nè, nó nhẹ tinh tang luôn đó, thành ra đây nè, thấy không? Rất dễ thương quý vị ạ.
Ừ. Trong nghĩ là cái đôi bông này rất là xinh, 1.100 nha quý vị, 1.100 rất đẹp, rất xinh. Ừ. Rồi mời quý vị, thank you. Qua một cái món kế tiếp thưa quý vị, đó là một cái số 19 là sợi dây và cái mặt luôn là bằng vàng 18 và giá là 200. À, cái này cũng quá là xinh luôn quý vị, cái này mà phải nói rằng là quý vị nhìn thấy cái tròn tròn nhỏ nhỏ này xinh chưa? Đây trên cổ với châm nè. À, nó nhỏ, nó giống như cái hạt bắp vậy đó, dễ thương cái không? Cái này ha, mà đeo trên kênh con gái mình đồ này kia hả? Trời, chúng nó mà thấy cái này chúng nó mê lắm đó. Chúng nó mê lắm đó. Này vàng 18, nó rất mê. 200 đô la vàng 18. Đẹp quá ha quý vị. Đó, rồi. À, qua một cái món kế nè. Cái món kế thưa quý vị, đúng là một sợi dây và mặt nữa. À, làm bằng vàng 14 và giá là 490 đô la. Đó. Đem đo cái viên nó nhiều lần. Đây. Bốn ly. 4 ly rồi. À, nó nằm trên một cái kẹp rồi cái vỏ là giống như là channel kẹp rất đẹp. Đây, và cái giá là 490 đẹp chưa? Okay. Xinh chưa? Rồi. Đó, 490 rồi quý vị, xinh ơi là rồi. Xinh. Ok, rồi. Đó. Ok rồi. Rồi, mời quý vị nha, 490. Rồi, cảm ơn em. Ừ. Người lại ca ly đừng dối. Đó, Alia. Nhìn người châu Âu vậy. À, từ châu Âu trời, nó còn nhìn tôi nó cười nữa. Nó cười một cách ngạo nghễ. Nhìn tôi cười một cách ngạo nghễ. Trời ghê quá. Ta đây từ Paris về, Paris, từ châu Âu từ về Paris. Nhớ nha, từ Paris về. Paris, Paris hay Paris? Tôi là Paris. Tôi là Paris. À, dễ thương không? Cái áo của Lia mặc 80 đô. 80 đô. Coco. Nè, xinh này chưa? Nó làm rất là đẹp. Giống như Lia mặc cái quần ôm này, rồi mặc cái áo này lên. Nó đẹp vậy không? Cái quần cái áo này để mình mặc cái legging rồi quần sọt. Cái vỏ Chanel giá là 3.800. 3.800. Này medium. Medium size. Và cái mắt kiến. Mắt kiến Ferragamo giá là 150. Giá 150 của Ferragamo. Trời nhìn đẹp sang, quá, nhìn sang. Sang quá là sang người luôn vậy đó. Mọi người ơi, cô chú, ông bà, em, anh, mua nguyên vỏ đi. Dạ, yeah, thấy không? Đó. Đừng có mua piece. Thôi mua luôn rồi, yeah, luôn đi. Mua luôn rồi, đi luôn. No, I'm from Hungary. I belong in Hungary. Ghê chưa? Bán áo quần thôi rồi đi về không? Dạ. Đi về không là không có mặc gì hết. Dạ, không có. Trời, tức quá nha. Đó, rồi quý vị ơi. Ok, à, rồi tiếng kêu ly à. Qua okay, món kế tiếp, thưa quý vị, món kế tiếp đó là một cái sự... cái gì? Cái này phải không, 21? Đây. Cái áo của Lia là cỡ khoảng 120, hao mặt vừa. Vàng 18, nặng 1.2 và giá là 280, có cái chữ LV. Đây, có cái chữ LV. Đẹp tuyệt vời luôn đó quý vị. Đây, đó. Thấy không? Xin chưa? LV, đây quý vị. Đó, cái này là rất đẹp luôn đó. Thấy không? Mình làm mấy quà tặng cho mấy ngày sắp đến. Vậy cái size này nó bằng cái tờ khô được. Đúng rồi. Không? Xinh, rất là xinh ha quý vị. À. Rồi. LV chị nào có tên gì? Lê Vân. Lê Vân. Đó, Lê Vân. Lê Vĩ. À. Rồi, cảm ơn quý vị. Rồi, số 22. Cái sợi dây này nó vàng 14 này chị. Cái này nó là fresh water pearl với vàng. Nặng 2.2 và giá là 430 đô. 430 đô la cho một sợi dây pearl làm bằng vàng 14, nặng đến 2.2. Đây một kiểu rất là trẻ trung này quý vị. Đó, 430 đô la, đeo đẹp ghê chưa? Rất trẻ trung, rất là xinh quý vị ơi. Đó, thấy chưa? Xinh chưa? Đó, nó như thế này đó quý vị, đeo
cái kiểu này là kiểu đeo trẻ trung tòa, rất là tuyệt vời đó quý vị. Rồi cảm ơn quý vị. Trời ơi nhìn là Lia. Rồi. Wow. Đến từ Paris nữa. Trời ơi. Mà làm cho ta chứ mà trong chóng mặt đó. Đúng rồi á. Nó đẹp. Trời ơi đây nè, trong nó lừa một cái áo này. Phải đi với cái túi chà neo về nè. Mắt kiến phải đi chung. Mắt kiến phải đi chung nè trời. Rồi cái áo này nhiêu tiền nè? Cái áo 80 đô. Cái áo 80 cái đô. Có màu đen. Có màu này đen. Khoảng 100 đến 120 pound. Ừ. Rồi. Cái này rất là đẹp. Thì con gái là 120 pound này phải không? Có 120 phải không? Đúng rồi đó, 120 pound. À Lia 120 pound đó là cái áo này mặc vừa này. Còn đó quý vị 120. Ok. Đó. Rồi cái túi. Túi Chanel 1.500. 1.500 đẹp chưa? Ôi giời ơi, nó điều đến thế thì thôi cái này mà anh nào mà rớt vô một cái là phải Chanel với là Louis Vuitton mới được. Nhưng mà phải mặc đồ đẹp chứ mấy mặc đồ không có match là không được. Nghe không? Nghe con hỏi giá luôn rồi đó. Mắc kiếm này nhiêu nè? Mắc kiếm này là Celine 150. 150 Celine. Rồi, thank you con gái. Tìm một món mắc khác. Qua một cái món kế tiếp đó là một cái dây với mặt nửa vàng 14 nặng 1 chỉ với giá là 420. À, cái sợi dây này trên đó nó có mấy cái viên emerald. Wow, emerald long lanh đẹp quá nè. Ồ mà cái này á xinh lắm quý vị. Cái này á mà quý vị biết không, mình làm mà bây giờ người ta thích đeo thánh giá nhỏ nhỏ vậy đó quý vị. Đó. Thay vì đeo hột xoàn bây giờ ta đeo emerald này xinh chưa, mà bây giờ bên trong nhìn thấy á, rõ ràng. Dạ bên đây là tháng 5 nè chị, cho đúng mấy rồi. Chị mà emerald tháng 5, Đó các chị xanh tháng 5 nè. Thành ra cái này rất là đẹp emerald. Wow xinh quá quý vị ơi. Đó mà bây giờ người ta thích đeo nhỏ nhỏ vậy đó, chứ không còn đeo cỡ lớn nữa đâu. Rồi cảm ơn quý vị. Dạ giá là 420 cho một dây với mặt. Rồi số 24. 24. Thưa quý vị, đó là một cái lắc vàng 14 nặng đến 2 chỉ 4 và giá là 630 đô la. 2 chỉ 4 nha quý vị. Đây là một cái kiểu làm theo kiểu của Cousy. Này cỡ khoảng 7 inch. 7 inch. Đó, của Cousy. 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 Đó, Cousy. Thôi cứ nói vậy đi, tiếng Việt mình chỉ nói như vậy thôi. Rồi đây thưa quý vị, mời quý vị nha. Đó, đẹp tuyệt vời ha. Đây cái này đó, rất đẹp. 630 đô la, quý vị gì thấy không? Đó, nó có 3 màu luôn. Hai màu, màu vàng trắng, màu vàng gô. Rồi, có diamond cut trên nó. Rồi, thank you. Cảm ơn quý vị. Rồi số 25. Số 25 là một cái mặt với lại thánh giá với cái sợi dây vàng 18. Giá là 750. Trên này nó 1 carat hột xoàn. Dây cái mặt luôn đó là vàng 18. Đây. Thưa quý vị, một chiếc thánh giá làm bằng vàng 18, một chiếc thánh giá làm bằng vàng 18, số 25. Cả dây cả mặt luôn là 750 đô la. Trên đấy nó có đến mấy cái hộp xoàn, một cái hộp xoàn nữa. Trời đẹp quá nè quý vị. Dạ mấy cái đó là invisible. Đây. Nó rất đẹp. Nó làm theo cái hạt xoàn là làm theo kiểu invisible, cho nên khi quý vị đeo nó từng thánh giá dài khoảng 1 inch. Đó, dạ, cái này đàn ông đeo cũng được, đàn bà đeo cũng được. Tại vì cái kiểu này nó là unisex. 750 đô la. Nó là mà là hộp sàn hết. Đúng vậy. Mời quý vị nha, thank you. Và món kế tiếp nè. Đây là một cái là một chiếc nhẫn Maki nặng. Nãy giờ đặt có được rồi đó. Biết rõ hơn chút rồi đó. 2 chỉ 2 và 18 và 6.900. Cái viên mặt kỳ đây, đây thưa quý vị, 6.900 đô la cái viên mặt kỳ. Size này size nhỏ xíu. Đây. Đây cái size này là size khoảng size 5 à. 5. Y chang. 43/4. Đây thưa quý vị. Đó, đây. Đẹp ha.
rất đẹp này quý vị. Hai bên nó có hai cái viên emerald cut, hai cái viên này mỗi viên như vậy nặng cũng phải là chị nghĩ rồi. Hai cái viên emerald này lớn lắm á. Đó, quý vị thấy không? 6.900 đô la, quá đẹp, quá xinh. Vậy rồi. Là thường người ta muốn custom mấy cái nhẫn này nó rất là mắc. Đúng rồi. Mình mua lại được như vậy thì nó rẻ hơn. Rẻ hơn là mình đấy. Nó sang lắm. Đúng. Kiểu nó sang. Đúng. Tại mấy cái kiểu này mình đeo nó không có bị vướng chấu. Đó, nó làm theo kiểu bezel. Thành ra nó rất là cứ 6.900. Rồi, thank you. Rồi, Alia. Alia trời rẻ. Đó, mày thấy chưa? Valentine. Đó, Valentine's. Ở đó mẹ mình phải mặc màu đỏ chứ, đúng không? Đi gặp mẹ mà ghê chưa? Chứ là bà nội. Chứ là bà nội. Và em bé. Tôi không dám nhìn đó, tôi nhìn nó hồi tôi chóng mặt. Rồi cái áo nhìn này Lia sang quá, chóng mặt luôn. Áo này nhiêu nè? Cái áo 30 đô. Cái áo này 30 đô. Rồi, cái áo này 30 đô. Mắt kiến Ferragamo giá là 150. Rồi cái giỏ của Chanel giá là 2.300. Cái túi sách của 2.300. Túi Chanel 2.300 màu đỏ. Đó. Giờ mặt này đi thôi. Đi thăm đi thăm má. Đi thăm má, thăm ai nữa? Đi qua Việt Nam. Ồ dạ. Đi Việt Nam được, vì Việt Nam giờ bán mắc nó giá mắc lắm, 6.000 đồng một cái vé đó. I am Paris. I am Paris, ghê chưa? I am Paris. Người Pháp. Người Pháp. Người Pháp. Người Pháp. Rồi, cảm ơn quý vị. Và số qua 27. Cái số 27 là một cái pendant nặng đến là 6.2 vàng 18 và giá là 5.500 đô la. Đây cái sợi dây này rồi. Đây dây này đi. Đây. Dây này. Đây vô. Trời, trên này là mấy carat hột xoàng, mấy carat emerald. 5 carat hột xoàng và mấy carat emerald? 3 4 carat emerald. Cảm ơn carat. 10 mấy cái emerald nó nặng hơn ấy. Đây, đẹp lắm quý vị. Cái này đeo là xịn luôn á. Này tháng 5 bán emerald. Đó, birthday emerald nè quý vị. Đó, ai sinh tháng 5? Ai sinh tháng 5 thì là birthday của emerald. Trời ơi, mấy cái hộp xoàng giữa nó chiếu quá trời chiếu luôn á. Mấy cái này mua là cũ. Bùng bùng á, ghét ai đem ra quăng chọi cho nó u đầu là vũ khí cho nó u đầu khác chơi vậy đó. Là vũ khí. 5.500 đẹp ha quý vị ha. Rồi, cảm ơn quý vị. Qua một cái món kế tiếp là một sợi dây vàng 14 và nặng và cái giá là 240 đô la. À, cái sợi dây này cái sợi dây này đeo có, nó có hột xoàng nhỏ nhỏ phía trên với con cá dolphin. À, giống như mặt trăng. Mặt trăng half moon. Half no. Trăng lưỡi liềm. Trăng lưỡi liềm. Trăng lưỡi liềm. À. Cái nửa phần trăng. Ừ, nửa phần trăng cái này chưa? Cái này vẫn trăng lưỡi liềm có trăng một phần liềm. Có một phần tư à. Trăng lưỡi liềm. 240 đô la. Đấy cái không trăng. Ừ. Giờ mà hột xoàng quá trời rồi, cái này đeo sát cổ nó nằm trên da mình xinh lắm. Nó rất là dễ thương. Nằm trên cái da mình rất dễ thương. Rồi. Qua một cái lắc. Đây, cái lắc paper clip vàng 14, nặng đến 3.3 và giá là 850 đô la. Chú có coi đang bận, đang có show. 850 đô la. 3.3 vàng 14. Okay. Rồi. Ba cái này nó nặng lắm nha chị. Cái này nó là đặc. Đúng rồi, nó đến 3.3 mà. Đó, 3.3 vàng 14 này quý vị. Giá là 850 đô la. Đó, cái này nè, đẹp chưa? Quá là đẹp luôn đó, thấy không? Đó. Thấy không? Bây giờ cái kiểu này phụ nữ hay đàn ông đều đeo giống nhau được. Rồi, cảm ơn quý vị. Qua món kế tiếp. Alia, wow, cái áo Chanel nè, bóp Chanel nè, mắt kiến Chanel luôn phải không? Mắt kiến gì đây? Tom Ford. Rồi, cái mắt kiến Tom Ford giá bao nhiêu nè? Tom Ford giá 200.
200. Cái Chanel này giá 1.200, cái áo giá 80 đô. Bây giờ cái bóp 1.200. Rồi. Và cái áo 80. Đó, tức là một bộ. Cái này 200 mắc kiến Tom Ford. Cái áo 80, cái bóp 1.200. Đó, cho quý vị nhớ nha. Đẹp chưa, màu trắng trời. Nó này tông xịt tông quá đi thôi á. Cái này mình chống mặt thiệt á chứ. I know. Trai nào mà theo nổi. Không ai, không trai nào theo nổi đâu. Không sao đâu. Không sao đâu. Giá luôn. Vô hội ở giá luôn. Rồi, qua một cái món kế tiếp đi. 30. Dạ, món kế tiếp. 30 đây. 30 đây là vàng 18, một sợi dây và bạc và giá là 690 đô la. Ủa? Cái hộp xoàng. Cái một cái hộp xoàng này mấy ly nè? Đo dùm coi. Tại bây giờ mấy cái này mấy cô rất là tại vì đeo nó đơn giản mà đi dễ thương. Mà cái sợi dây đó nó rất là ngứa như vậy. Cái sợi dây đó nó ruốt lại á, thành ra mình dài ngắn gì mà tự là chớ. Cái này á nó cỡ 4.6. 4.6, dễ thương cho quý vị. Đó. 690 đô la. 690 đô la. Này. Ừ. 690 đô la. Mấy cái áo trong cái thùng đó không. Ừ, 690 đô la dễ thương ha. Dạ, yeah, rất là đẹp. Và sợi dây cái là sợi không dây á, cái dây nó sợi có, dây này. Cái dây vàng 18 nha chị. Cái sợi dây này nó adjust á, nó kéo lên kéo đây, xuống. Nó có thể adjust đây nè quý vị. Mấy chị đeo dài ngắn đây cũng được. Cái chỗ này nè, kéo nè. Có cái cửa cục tròn tròn nè, quý vị khi cầm quý vị kéo. Thấy không? Đó, kéo rộng ra rồi kéo chặt lại. Đó. Thấy không? Đó, cho quý vị nhìn thấy không? Kéo rộng ra. Dễ, vô cùng dễ. Đó. Rồi, ok, số 31. 21, cho cái gì đây? Cái này là cái gì? Cái này, ok. Số 31 là một cái sợi dây. Cái này là vàng 14. Thôi, mấy cái này của Italy nó rất là đẹp nè chị. Chị nhìn cái sợi dây nó là ba màu ha. Ừ. Cái này nó là một chỉ nè, 270 đô, đẹp chưa? Nhục. Rồi, đẹp không? Diamond kết ba màu đẹp. Ừ, diamond kết ba màu nè. Dạ. Yeah. Cái này nó một chỉ vàng 14 370 đô. 370. Đẹp ghê không? Nhìn giống một xoàng đi không? Ừ. Giống như đã hộp xoàng ba bê á. Ừ, rất đẹp, 370 nè quý vị. Có 270, sorry. 270. 270, đẹp ghê không? Ừ. Rất là đẹp. Đeo giống như là như thế này, 5 cara, cái này 3 cara, này 1 cara. Mà có 270 á. Muốn đi cho girlfriend được á Dũng. Ừ. Mua cho girlfriend nhá. Nó tắt và đã không. Ui, có rồi, có về nó còn không còn sợi đâu bây không? Giờ đó. Vậy nó xài xịn không mà. Girlfriend nó mới lớn nó chưa biết giá trị. Mấy ông nó đi vô, nó lấy tay nó xoa xoa đầu rồi đó, nghĩa là nó show cho thấy là không còn sợi, không còn sợi tóc kìa. Thành ra chị mang mấy cái này ra dụ nó được. Còn mấy cô mà lớn lớn rồi là rành quá à. Nó đã không còn sợi tóc nào kìa, không nhìn thấy hả? Khổ ghê vậy. Mày yên tâm. Có nghề trẻ kìa. Cái này 450 này đẹp không? Ờ, cái này dễ thương quá. Chỉ ba. Cái này nó có cái lắc. À, cái này đó quý vị, cái design của nó đó, họ làm theo cái kiểu mà giống như lồng đèn đó quý vị, mà nhìn si tru này quý vị đẹp chưa? Cục ba màu của Ý này quý vị đẹp không? Đó, cục ba màu và có bông tai y như vậy luôn. Cái lắc. Và cái giá là 450 cho cái sợi dây chuyền. 450. Rồi cái lắc là 290. Rồi cái lắc là 290. Đây. Đem tháo bớt Rồi. Đó, cái sợi dây nó rất là đẹp. Mình đeo chung cũng được, mình đeo riêng. Cho quý vị nhìn thấy nha, cái dây đeo cổ nè, rồi cái dây đó và cái dây đeo cổ đẹp không? Đó, cái dây đeo cổ rất là đẹp. Màu. Thấy không?
quá đẹp luôn cái dây đeo cổ này. Giống như giống như em với chị hôm nay mặc cái màu vậy nè, một màu thôi, thành một... ra khi mình đeo mấy cái vàng đúng rồi, nó nổi đúng rồi đó. Chưa đó quý vị thấy không, đây bên trong để cái dây đeo cổ nào lên trên cái cổ tay luôn cho quý vị thấy nè, thấy chưa đó, với là cái lắc tay nó y chang nhau nè, thấy không đó, rất là đẹp luôn đó quý vị, thấy đẹp dễ sợ không. À, thật ra khi mình đeo lên nó xinh lắm. Cái này là 450 phải không? Yeah, rồi. Và cái sợi dây đeo tay 290. Là 290. Đó quý vị cứ nhớ vậy. Đó, 290 và cái dây đeo cổ này nè. 490, 450 với 290. Đó. Đó chị thấy cái dây đẹp. Chuyền đẹp dễ sợ. Chỉ có 270 đồ mà nó đẹp. Trời ơi. Dễ thương ha. Rồi. Ôi giời ơi, Alia biết thắt nút đây nữa nè. Ghê chưa? Rồi, trông nó xinh thiệt luôn á. Bộ đen mà thắt nút đây nè, nè thấy không, cái sơ mi biết thắt lại như vậy nè cho nó vẻ fashion nè đó, thấy chưa đó, thấy chưa, xách một cái túi LV này bao nhiêu tiền? Cái này á, người trong người ta xài rồi nó cũng cũ lắm chị, nhưng mà phía ngoài cũng ok đó, thành ra tại vì người ta đem đi giặt rửa đi, đem đi quá rửa nó đi đó. Giá là 500. 500 cho cái bóp này đó quý vị. Đó. 500. À, cho cái bóp Chanel này. Rồi. LV. LV. À, là bởi vì sao? Quý vị biết không? Tuy rằng á là nhìn cái bên ngoài á nhìn nó rất là đẹp. Bên trong á bởi người ta xài nhiều nó dơ thôi, không có gì hết. Thì quý vị ấy, thưa quý vị, đem ra ngoài tiệm cho người ta giặt một cái là sạch sẽ lắm quý vị. Ở mấy cái tiệm giày người ta biết giặt mấy cái giỏ này hay lắm. Và cái giá 500 thì cũng khá rẻ để quý vị có thể mua, để quý vị dùng quý vị nhé. Đó, rồi. Rồi, và chiếc áo. Chiếc áo này 30 đô. Chiếc áo 30 đô, chiếc áo sơ mi mà cái Alia cái áo biết tháo ra. Rồi, cái đây là cái áo sơ mi nó thế này nè quý vị, đó, thấy không? Thấy không? Biết fashion như vậy đó quý vị. Rồi, cột lên, tháo ra, cột lên. Designer, thấy không? Đó. Thì nhìn tự nhiên mình thấy nó trẻ trung ra, thấy không? Rồi, cái mắt kiến. Mắt kiến Tom Ford 150. À, biết mắt kiến Tom Ford 150, nhìn thấy mắt mèo giống như cái gì đó. Batman and Robin á. Cái phim Batman and Robin á. Cái đứa đó, cái cô được tài tử cô đeo một cái giống vậy đó. Mắt mèo, ok. Rồi, tiếp tục. Cái sợi dây này vàng 14. Và giá là 200 đô. 200 đô la cho một sợi dây bằng vàng 14. Và cái giá cũng khá mềm. Chất đầy. Để chúng ta có thể đeo cái chữ Vi. Vi, Vân, Vinh, Võ, Vĩ, rồi cái gì nữa? Vũ. 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 Võ. Ôi chào đủ tư ve Victoria Victoria ve ve Vanessa Vanessa Victoria. Mới cái sợi dây chỉ có 200 đô, chị thấy rẻ. 200. Rồi, thank you. Qua món kế tiếp. Rồi, món kế tiếp em bán rất là nhiều này, mấy cái sợi dây dài này. Đúng sau rồi, này hết rồi. Mà bây giờ mình có bây giờ nó có lại nha. Rồi, thì đem cái dài giống như của em nè, cái áo màu đen xong mình đeo cái sợi dây dài. Đúng rồi. Cái này nó là 2 chỉ. Cái này 530 đô. 530 đô la cho đẹp một sợi dây 2 chỉ đeo rất dễ thương nè quý vị. Nó rất là tiện lợi, mấy chị đi đâu chứ cần chồng nó vô đây, đó, xong rồi tháo không? Ra tháo vô nó dễ lắm. Rất là dễ, tiền rất tiện lợi rồi quý vị. Đó, đeo xuống nhỉ, đeo xuống cổ rồi nè. Đó, dễ thương ha. Đó. 530. Hả? Không, đâu? Đẹp. Đẹp. Rồi. 530 đô. Thấy không? Đeo rất dễ đẹp thương ha, quý vị. Đó, giống như cái sợi dây của em nè. Đúng rồi, cái sợi dây này nhiều. Đem cân nè.
Sẽ đeo cái đôi vòng tay mà nó nhẹ, không có biết là mình đang đeo đúng rồi nó mới thích. Đẹp không chăm sóc sợi, đẹp chứ sợi. Này 4 chỉ. Ừ. Đó. Để trong cái cục của Tuyết Trang đi cũng được, để cho Tuyết Trang hồi này đang đeo, đeo vô luôn cho khách thấy. Cái này 4 chỉ. 4 chỉ nhiêu nè? Về giá là 1.000. 1.000 đô la. Đó, sợi dây mà Tuyết Trang vừa mới đăng còn trời ăn lên đeo vào cổ Tuyết Trang đi. Đó, rồi, chuyện máy qua rồi đó, thấy không? Rất là đẹp. Ừ, quá đẹp luôn. Đó, 1.000 đô. 1.000 đô la, quá đẹp. Mới rồi ơi, rồi. Mong với cái tiếp nữa. Ừ, cái đầy tiền nè, thấy không? Thấy không? Hai chị em tôi hai sợi đeo đẹp không? Vừa đẹp vừa sang. Người ta mới có 18 năm này. Không, cái này con trẻ, trẻ 50. Không, 50 không ai mặc cái này. 50 không ai mặc hết, nghe chưa? 50 không ai mặc hết. 50 ta mặc cái gì? 50 mặc cái gì? 50 mặc cái gì đây? À, đây cái áo sơ mi nè, quý vị đẹp chưa? Và bây giờ quý vị muốn fashion thì lại cột lên giống như, hoặc là con mặc gì nè con? À, thấy là người ta nhét vào trong cái lưng quần của mình nhá, nhét phía đằng trước thôi. À, nhét phía đằng trước vậy nè. Đó. Đó, nhét phía đằng trước. Đó, người ta đang nhét thì người ta tháo ra. Ờ, vậy đó hả, nhét vô. À, nhét vô. Đó, thấy không? Đúng rồi. Đây, thấy không? Biểu diễn luôn, biểu diễn cho quý vị nhìn thấy mà đó, nó nhét vậy đó, thương chưa? Này, đó, ôi giời ơi, đó. Nhét một bên thôi, còn một bên để thả lỏng. Đấy. Phát sinh đến mức độ vậy đó, quý vị thấy không? Chơi đẹp vậy đó. Tức là có thể là nhét thêm một nửa bên sau nữa, còn một nửa bên này để hở. Có đúng không? Đâu xanh xoay xoay quanh cho khách nghe coi. Đấy, thấy không? Nhét luôn cả phía đằng sau này, thêm một miếng đằng sau. Đấy, đấy, đấy. Đừng nhét đằng sau, đừng nhét. À, đó, phát sinh gì đó, quý vị thấy không? Đấy, trời ơi. Bây giờ 50 tuổi mặc vậy được không con? Mặc được. Nhớ bà nội mặc được không? Được. Được. Bà nội mặc đầm đi đẹp. Bà nội. Rồi bây giờ cái túi xách Chanel này như nè. Cái này 2001. Cái này 2001. Đẹp chưa? Bà nội mặc đồ hở quen rồi, giờ mặc cái này bà nội thở không? Bà nội thở, bà nội thở được. Đúng rồi. Bắt in một cái. Đúng rồi. Hai cái. Giỏi. Rồi đó, cái 2001. Cái bóp Chanel rất là đẹp, nó có đến 3 ngăn này quý vị. Đó, 2 ngăn hai bên hông nhé. Rồi là cái zipper đằng giữa. À, cái zipper đằng giữa. Rồi là chờ để thêm một cái túi để mà giữ cho nó sạch bên trong á. Đó, thưa quý vị, rồi. Cái đang quan kia, thank you con. Rồi món kế tiếp. Ừ. Để cởi sợi dây ngắn và nó lọt ra cái dây dài. Đó. Rồi món kế tiếp đó là món một cái sợi dây à. Sợi dây. Mấy cái này cái kiểu mới thành ra rất là đẹp nha chị. Nhìn nó đẹp kìa không? Wow, đẹp dễ sợ. Đó, một cái sợi dây một cái sợi dây vàng 14 của Ý. Ở trên đó nó có những cái trái châu diamond cut. À, rất là những cái trái châu diamond cut rồi nhìn rất là đẹp, rất là sang. Mà mình cứ có cảm giác mình nhìn vào giống như là một cái sợi mà diamond vậy đó quý vị. Những cái hạt diamond cái á. Cái sợi dây này hay, chỉ chín và giá là 500, đẹp không? Đẹp cái chưa? Cái diamond cut của nó làm chiếu rực rỡ. Không? Công nhận cái diamond cut nó làm đẹp. Ừ, làm đẹp. Đó, làm rất đẹp. Giá 500 đô la. Chị thấy không, mấy cái giá nó rất là bình dân, ai đeo cũng được chị. Đó. Rồi, cảm ơn quý vị. Cái này mình vị. Có thể mua ký lô được. Chứ gì nữa? Mua ký lô được chứ gì nữa? Mà sử bây giờ chắc có 1 ký rồi đó. Đẹp 200. Ký lô vàng nặng lắm chứ bộ. Cái này đẹp quá. Cái sợi này nó chiếu mà nó làm rất là đẹp. Mà làm mà họ làm dính, mà họ làm double nó chạy chạy đây quý vị. Họ làm nó chạy chạy vậy này, dễ thương lắm. Đó, làm chạy 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 chạy. Vô đi bà ngoại, bà ngoại. Nè nè, cái này đẹp ghê không? Nó chạy vậy nè, đó quý vị thấy không? Đó, nó đó cái sợi dây. Sợi dây, sợi dây nó kéo nó chạy tới chạy lui vậy được đó. Đó, thấy không? Đó. Đó. Rồi. Cái sợi này cũng đẹp nè chứ. Cái sợi này nó dài cỡ chắc 24 đi ha. Đo cái chính xác là nhiêu.
24. Rồi. Cái sợi dây này á là 220. 220 đô la. Nó có ba màu luôn á, màu rose, màu vàng với màu trắng. Đúng rồi, những cái thỏi á. Là những cái thỏi á. Cái này nó để có 3 dành màu. Cho mấy chị nào mà đeo một cái sợi ngắn ở trên rồi một cái sợi dài. Đấy, giống như bây giờ chị đang đeo nè, thấy không? Dạ. Ừ. Đeo chung với dây rất là đẹp. Đó. Rồi, thank you. Một cái sợi đó có 220 rẻ lắm, chị Nguyễn mua đi đeo. Nè, cái này đẹp nè chị. Ừ. Cái này là vàng 14 luôn, nhưng mà cái này màu trắng, nó giống như những cái viên hột xoàn. Đúng giống như rồi. Là đại mình bây giờ mà cái sợi này chỉ có 280 đô, đẹp ghê. Này, 280 đẹp chưa? Đó. Mấy chị rất nào mà xinh. Có cái mặt dây chuyền mà bự á, mình có thể đeo cái chung sợi dây đó được. Rất đẹp ha quý vị ha. Rồi, mình lấy cái sợi này mình thử đi chị. Đó. Giống như mấy cái khóa nào mà bự. Hay là mình có mấy cái mặt kiểu mà nó có cái khóa mà mình gỡ ra được đó chăng? À, mình dạ. Có thể mình dùng với cái sợi dây này. Đúng vậy. Đó, đẹp ghê không? Thì mình đeo người ta có tưởng là mình đeo cái sợi dây hột xoàn không? Đây quý vị, đẹp chưa? Bá cháy luôn nè. Cái sợi đó 280 đô. 280 đô la này quý vị, đẹp lắm luôn. Hay là mấy chị có thể đeo không cái sợi đó? Cái sợi dây 280 đô la nha quý vị, đó. Mình đeo không được hoặc đeo với cái mặt bất kỳ một cái mặt nào. Đó, cái đang... sợi đó màu trắng đẹp lắm, nó đang rất đẹp. Cảm ơn quý vị. Rồi, Alia mặc một cái áo polo rất là đẹp nè, áo chun. Việt Bắc gọi là áo chun. Nó gọi là áo chun. Cái này đó chị, nó là 3 triệu 1 ha, và giá là 820 đẹp. 3 triệu 1 giá 820 và trên đây là trái cái tim, trái tim. Của Italy. Giống như trái tim vậy. Trái tim không? Không phải trái tim. Yeah. Ừ. Vàng của Ý luôn nha quý vị, đó. Yeah, rất là đẹp. Đây. Đây nè quý vị, thấy không? Cái dây này 3 triệu 1 nè, nó dày hơn. 820. Rất đẹp. 820. Rồi, Alia, chiếc áo này là 50.7 đô. Cái đó hả? Bữa nay bán 40 đô. 40 đô. Chiếc áo Fendi cặp Bắc Kiến. Cặp Bắc Kiến Ferragamo 150. 150. Và cái bó LV 1001. Up LV 1001 có zipper nha quý vị. Đó. Và cái này cũng còn mới. Còn mới đến 80-90%. Rồi, rất là good. Trời, nó đều quá luôn, nó bóp ví vậy, giá cũng phải sang, thiệt là sang như vậy mới được. Rồi, cảm ơn. Nó mới 12 tuổi mà sao nó sành đời quá vậy chồng. Modern generation. Giờ nó kêu hai mình là lạc hậu. Là mình lạc hậu nữa. Tháng chỉ rưỡi. Giờ mình phải đi học nó cho. Mình phải đi học nó, đúng vậy đó. Đúng là phải đi học nó rồi. Cái này dây rosary bà 18 của Italy. Wow, cái sợi dây này lớn đẹp nè quý vị. Ngày lễ mẹ mình nên, nếu mà quý vị có đào đó, thì cái sợi dây này tặng mẹ quý vị là tuyệt vời. 2.370 đô la. Tuyệt vời luôn đó quý vị. Cái tặng của mẹ mình sợi dây này là bà mẹ cứ đeo suốt ngày. Tại vì, mình cho một lượng vàng thì mình cho cái này. Đúng, thấy vậy đó là bởi vì lần chuỗi, là lần hạt, là làm dây chuyền, là làm ấy luôn, đều được hết. Đó. Bữa nào mẹ cần tiền đem ra bán. Đúng vậy, đó. Thấy không? Rất là đẹp ha quý vị. Rồi, diamond khách có 3 màu: vàng trắng, vàng gold và rose gold. Vàng trắng, vàng gold và rose gold. Đó. Rõ ràng ha quý vị. Đó, rất đẹp. Rồi. Món gì nữa nè? Này nó dễ thương lắm nè nha. Cái này nó giống như dạng omega đó. Mà đúng rồi. Cái loại mềm ha, mà nó cũng nhẹ nữa. Sao cân nó đây đẹp ghê không, giống như sợi omega nhỉ. Yeah. Đẹp ghê không, này nó giống như cái sợi omega này quý vị, đấy nè, đó, đây xinh chưa. Cái dây này 320. 320 đẹp ghê. Đó, cũng diamond khách ba màu. Mấy chị không ra đi kiếm cái kiền nhiều lắm. Có, thì cái đấy, rất là đẹp. Cái này giống như cái kiền đó nè quý vị, thấy không? Nó giống như cái kiền vậy đó, đó thấy không? Hả? Yeah. Nói vậy nè,
đeo rất mấy xinh. Mấy chị cứ đeo không nè, cái này nó đã có giống như thế cái mặt. Ừ. Đó, rồi thích kiểu. Đi qua đi con. Cái này đẹp nè. Cho con cọng xăm. À, lấy thôi. Tịnh người. Cái này đẹp lắm này chứ. Cái này là vàng 14, hồi xưa mình bán là vàng 18 thì nó mắc lắm. Đó, còn bây giờ nó là vàng 14 thì cái sợi này á nó là 520 đô đẹp. Đúng rồi. Nó có ba chiếc lá, nó gọi green leaf lớp đó quý vị. Cái hôm mà tháng 3 mà ngày 17 mà có cái này mua ngay. Xay qua đi cho, cái đó đằng sau. Xay qua mặt kiểu. Đẹp chưa? Đó. Cái chiếu dễ sợ không quý vị? Dạ. 520 quá đẹp. Quá xinh luôn quý vị. Dạ, mấy cái này đã vàng 14 của Italy. Đẹp. Đánh bóng, thiệt là bóng. Trời. Cái này dễ thương lắm thầy chồng. Cái này một chỉ và giá là 260 đô, đẹp ghê không? Nó cũng là ba cái trái trâu chày chày chày. Tất cả đây. Ba cái trái lớn và bốn cái trái nhỏ. Bốn cái nhỏ. Dễ thương ha. Đây. Xinh chưa? Giá là 260. 260, đẹp ghê không quý vị? Mua mấy cái này đi, đẹp lắm luôn á. 260 đô la. Quá đẹp, quá xinh. Rồi, cảm ơn quý vị. Cái này nè, dễ thương nè. Cái này chỉ có 180 thôi. Cái này 180, cái này là đúng là bá cháy nè. Diamond Cut, mấy cái hộp Diamond Cut nằm giữa dễ thương nghe không? Đeo xinh vô cùng, có duyên, dễ sợ là có duyên. 180 đô la. Mạnh, quá xinh. Rồi. Cái này 480 đẹp em. Và một cái sợi nữa cũng một vàng của Ý, 7. Vàng 14, 1 chỉ 7. Và giá là, quên rồi, giá là 480. Rất đẹp. Đẹp ha. Xinh ha, xinh ghê. Cái này nè, my favorite là chồng. Diamond Cut đẹp cho quý vị đó. Cái này rất là đẹp nè. Rồi. Alia, cái chiếc áo bằng silk. Một phía là silk, một phía là cái gì? Thun. Bên này cũng là thun. Đó, màu đen vậy đó, đằng sau lưng. Mà đi đằng sau là thun thun hết. Rồi, đeo một cái bóp Chanel. Rồi, bây giờ mắt kiến. Mắt kiến nhiều gì? Cusi ha. Cusi 200. Cusi thì 200. Để không, mắt kiến màu xanh đi với chiếc áo màu xanh nữa. À, màu bao nhiêu? Cái này 80 đô. 80 đô la cho chiếc áo màu xanh này. Và chiếc bóp màu xanh của Chanel là 4.300. Trời ơi, sao nó xịn quá luôn. Sợi dây này 250 đẹp quá này chăng. Cái sợi dây đó rất là đẹp. 250. Ghê không? 250 nè quý vị, rất xinh. Cái chiếc cầm lên đi chăng. Cái đó kiểu rất là đẹp. 250 đồ hiệu quá chăng. Rất đẹp. Dạ, mấy cái đó cũng không có gì. 250. Rồi, quá đẹp. Cái này 300, dễ thương. Cái sợi này dễ thương quá nè. Dạ, mua cho Mother Day. 300 cho Mother Day, cái này đẹp á. Xinh chưa? Trái tim. Trái tim có sợi thừng cuốn chặt vào bên trong. Đấy, 300 đô la. Rồi, cảm ơn quý vị. Cái này 350 nè, cái này mua cái này được nè chăng. Tại vì nó dài á, mà rất rẻ nữa nè. Cái sợi dây này rất dài nha. Này. Đây, sợi dây dài trong đầu. Dây dài trong đầu nè, này rẻ. Giá chỉ là 350. Đẹp chưa? Đó, 350. Thấy không? Đó.
tam rưỡi đeo xinh vô cùng nè. Đó, nó dày đó quý vị. Đây nè, đó, 3,5. Rất xinh. Rất xinh. Rồi. À, món kế. Cái này đẹp. À, một cái sợi dây kiểu cái mới. Cái này 2 chỉ 4 và 14 và giá là 560. 560 đô la cho một sợi dây, nó cùng có 3 chuỗi bên trong. 3 chuỗi. Và diamond cut rất đẹp. 560. À, bao nhiêu? 560. 560 đúng rồi. Rất đẹp ha quý vị. Bây giờ mình mua rồi. Cái này vàng mà nó rẻ ghê không cha. Nhớ bữa mẹ Alia nó nói với tụi nó đi ăn á ha. Nghe chóng mặt không? Dạ chung là đó đi ăn có mấy mười mấy người dạ. Mà hết 3,5 ngàn, 3,7 ngàn gì á. Wow trời, cái này chắc có uống rượu. Sao mình bán rẻ? Sao mình bán một số vàng gì mà rẻ. Mấy chai Hennessy hay là mấy chai Martell phải không? Còn đúng luôn phải không? Đúng rồi. Một chai nó 400 rồi con. Một chai con luôn 400 rồi. 280 hai màu. Vô đi à. Vô đi dân chồng. À, 280 hai màu dễ thương chưa? Những cái ba đó thì màu vàng, cái diamond cut màu trắng. 280 rất có duyên. Rồi. Nó hay lắm chị, cái kiểu này nó rất là unique. Rồi Alia là sách giỏ đi đâu, giống như vừa mới đi trong office ra phải không? Trời ơi sang quá đi, nãy giờ tôi nhìn cô không là tôi chóng mặt rồi. Bây giờ cái mắt kiến nhiêu nè? Mắt kiến 150. Mắt kiến 150 của gì đây? Phải cả mốt. Chimichu. Rồi cái áo. Cái áo 40 đô la. Áo 40 đô la. Cái áo này nó có bo sẵn. Nó có bo sẵn cho nên không cần phải cột lên. À, xoay sau lưng cho khách coi. Đó. Nó có bo sẵn rồi nè quý vị thấy không? À, rồi. Cái túi xách Gucci. 600. Túi xách Gucci 600. Quá đẹp. Nó xách nó phải lừa cùng màu, cùng giấy vậy đó. Rồi. Sợi dây đó 350. Sợi dây này 350 cùng 3 màu, màu vàng, trắng, vàng gold. Dạ, cái này là vàng 14 mà nó rất là đẹp. 350. Quá đẹp. Rồi, cảm ơn quý vị. Cái này đẹp lắm nè cha. Cái này 300 nè, đẹp ghê không? Cái sợi này 300 nè. Đẹp ghê ha. Đúng rồi, nó có mấy cái tầng ten phía dưới dễ thương ha. Này. Đẹp không? Đó. Xinh chưa? Đó. Khỏi. Con đổi kiểu khác. Đó. Dễ thương ha. Đẹp ha. Đó, 300 thì quý vị thấy không? Rồi. Cái này 300 này. Cái này nặng 1,3 đẹp. Nặng 1,3 và giá là 350. Đây. 1,3 và giá là 350. Đây. Rất đẹp ha. Rồi, cảm ơn quý vị. Sợi dây nó đẹp. Dạ, nếu mấy chị nào mà cần chụp hình gần á, có gì em chụp cho. Tại vì mình đang chiếu vậy kia nó hơi xa quá, nó không có thấy. Cái này 260 nè chứ. 260 đô la. Cái này á, thì mình đeo với mặt được nè. Hay là mấy chị đeo không? Nó không cũng được. Đây. Đó, rất dễ thương. Tung cánh bay tìm về tổ ấm. Trời hát nó ngang phè phè. Rồi. Cái này 160. Này 160. Dễ thương chưa?
cái đó đi. Có cái quần á. Ừ. Con mặc đi. Rồi. Để nó chảy vậy hồi nó rối. Con mới được bóng tay cực kỳ đau. Cái này 2.9 giống như cái đôi của em. À đúng rồi. Đẹp hơn. 2.9 đó, đem một sợi dây ha, rồi đeo thêm đôi bông tai này nữa, đẹp. Dạ, cái loại này nó nhẹ lắm. Mình không có khi đây. Mà mình đang đeo bông. Đúng vậy, đang có vị không? Cái chân trời hay cho biết chân đeo cái sợi dây này, đeo thêm cái này nữa. Dễ thương không? Rất dễ thương đó quý vị. Ừ. Dễ thương ha, $290 cho đập bông. 290 phải không em? Dạ. Ừ. Đó, toàn ten diamond cut đẹp không? Đó. Rồi, cảm ơn quý vị. Cái đôi này dễ thương nè. $340. Một đôi bông tai kế tiếp giá là $340. Nó có nó là diamond cut. À, diamond cut như mà diamond cut mà nó lại được gì đó kết lại với nhau, hột yeah. Châu diamond cut và nó kết lại với nhau quý vị. Đó, đây này đẹp chưa? Đấy. Xinh chưa? Thấy giống như là viên hột xoàn 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 vậy đó. Nó rất đẹp. Rồi, cảm ơn em. Đây. Cái đôi bông này 160 nè. Ừ. Rất là đẹp nè. Mà nó nhẹ hơn. Hôm qua chỉ có một cô bạn lâu lắm rồi. Mới gọi lại chị ở dưới Newport Beach. Nói trời ơi đi đâu, chị đang đi đâu bây giờ mới gọi. Nói trời ơi Covid thì ra cô ở nhà cũng không có đi đâu cả. Bây giờ mấy đứa con đứa cháu nó đi về nhà chúng nó hết rồi. Thế mình ở đây mình bây giờ nhớ tới bạn gọi. Ôi trời ơi, bạn đó người Mỹ, người gốc Argentina đó em. Ở đây cái nói giờ dạo này làm gì? Bây giờ thì vẫn cái công việc đều đặn vậy, đi làm rồi đi yoga rồi vậy kia. Nói sao về vấn đề làm đẹp và đến đâu rồi, nói chứ đi làm facelift nữa. Really, mấy lần rồi? 2 lần rồi, lần này lần thứ 3. Trời ơi bao nhiêu tiền? 200.000. Trời ơi, 200.000. Trời ơi, chị nghe hết hồn tôi. 200.000 để tôi mua cái nhỏ. 200.000 làm facelift em ơi. Ok, người ta 200.000 mình bán cái này $200. Nghe đó tôi tá hỏa luôn. Đâu, trời. $200. Đó, $200 nè. Trời ơi, làm facelift và đến 200.000. Chắc là lip từ mặt xuống đến cổ rồi kia. Okay. Luôn á. Thế mình có vài triệu mình cũng bỏ ra. Mình cũng bỏ ra nha. Tại vì mình không có không sao. Okay. Mình bán $200 mình sống 200 đô nè. Sống qua ngày. Rồi cảm ơn quý vị. Rồi cứ $200 qua ngày được rồi ha. $200 sống qua ngày còn... đi. Trời ơi, cái nói đi ra cái thấy thấy yeah, trong mặt. Xoay á, mấy cô hỏi chơi tại sao Hermes nó bán ra 4-5 ngàn cũng có người muốn. Tại người ta có tiền. Ta có tiền đúng. 4-5 ngàn nó bình thường, đúng, không có gì. Đúng, nghe nói facelift mà 200.000 một bỏ tiền đó để làm facelift thì quý vị nghĩ sao? Trời ơi, cái đôi này 260 đẹp quá nè cha. Đẹp vậy. Đẹp. Sợ. 260 đẹp chưa? Thì khi mình giàu có mình thấy tiền nó nhỏ xíu. Đúng rồi. Đó, đẹp chưa? Ăn thua là mình phải chịu đau, chịu recovery được khoảng độ vài tuần. À. Nhưng mà nghe nói căng với kéo nhiều lần quá rồi giờ cái trời ơi cái đôi bông quá đẹp quá. Ừ. Trời ơi, rất là đẹp. 260 đôi bông rất xinh. Quá xinh. Rồi, cảm ơn quý vị. Món kế. Món gì nữa?
từ 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 xả hơi, từ từ xả hơi, xả hơi. Đi hút đi, đi hút đi. Đúng rồi đó. Cái này 410 nè cho. Cái lắc này bự. 410. Đó. 410, 410. Đó. Ừ, 410. Trời đất, dễ thương chưa? Ừ. Ừ, 410 ha quý vị. Rồi. Em thích cái đôi bông chị đang đeo. Ừ. Không dễ thương. Rất là đẹp. Kêu cháu mình lên đi khỏi rối. Rồi. Dễ thì bán hộp xoàn. Rồi bán hộp xoàn, tiếp tục hộp xoàn. Cháu nhìn gì? Lý anh nhìn vậy. Cái sợi dây này 2 chỉ và giá là 500, cái lắc là 250. 514. 500 diamond cut. Đẹp ghê ha. À đây quý vị. Yes. Và luôn cả cái này là bao nhiêu? 250. Hai. Đâu có sợi dây. Set đó. Một sợi set. Dây 500, cái lắc 250. Ừ, cái dây 500, 500, cái dây cổ 500. Cái dây này 250, cái dây đeo tay 250, 750 cho cả một bộ, một set. Đó, đẹp cho quý vị, diamond cut. Đẹp quá, sợi đẹp nè. Đó, một cái lắc đeo tay và một cái sợi dây đeo cổ. Đó, quá đẹp. Rồi. Đứa xuống đi Dũng. Để cái màn hình đó chút mình quay. Ừ. Nhỏ lại chút xíu. Rồi, nhìn thấy cái me cứ chảy nước miếng. Đúng không? Bỏ qua đây. À, ăn me cho nó tịnh người. Trang ơi, dạ con đánh đi. Ờ đúng rồi, con đánh đi. Ôi. Ừ. Ngon. Nước chua chua là mình tịnh người con. Cái này là chị 2K19. Ừ. FVS1. 2K19 nước ép VS1. Excellent, very good and fluorescent none. Giá nhiêu nào? Hả? 31.500, bởi vì nó nước ép color nha quý vị. Ừ. Chiếu vào đây con. Đâu, ký cho để ý nguyên đó thôi. Đổi. Ừ. Đó. Quên hả? Đó. 31.500, đẹp chưa? Ừ. 8 ly lần. 8 ly 38, 8 ly 45. Á hả, uống rồi con. Uh-huh. VS1, 31.500, đẹp quá. Rồi. 31.500, tuyệt vời chưa? Món kế tiếp. Chỉ có 31.500. Cái này đồng hồ Rolex này chị. Cái này á, có giấy tờ 2001. Sản xuất siêu thư thôn á, và giá là 3.500. 3.500 cho cái đồng hồ nhỏ Rolex Classic nha quý vị. À, nhỏ nhỏ. Thư thôn. Vàng và stainless steel. Uh-huh. 3.500. 3.500. Rất đẹp. Rồi, cảm ơn quý vị. Rất đẹp và rất xinh. Cái loại này là vàng 18 nè, và giá là 300 đô la. Ừ, đéo không chị? Bao nhiêu? 300. Cái này em có 3 size. Ừ. Size này size lớn nè, xong rồi có size vừa, size nhỏ. Đó. Cái này nó bằng cái tờ 10 cent, giá là 300. Ừ. 300 đô nghe quý vị, là một vàng 18.
Dạ, có màu vàng, màu trắng. Rất đẹp. Ừ. Rất đẹp. Và cái đồng hồ có giấy nha quý vị. Đó, có giấy đàng hoàng, quan như có đăng ký, có giấy tờ. Rồi, cảm ơn quý vị. Em có cái này size 16, 17, uh-huh. 15, 16, 17. Cái này được có khóa một. Và giá là 2.800. 2.800 đô la cho một cái vòng đeo tay. Mà cái vòng này đó, quý vị biết là vòng gì rồi và có chìa khóa mình mở ra nè. Vòng đeo giống cái đôi bông. 16, 17 giống cái đôi bông nè. Có 15, 16, 17. 15, 16, 17 thôi. 3 size. Yeah. Đó, cái này mình phải tháo. Tại bây giờ tháo ra mất công mình gắn lại. Rồi, có món kế tiếp. Này nó có, cũng có 3 màu luôn. Màu vàng, màu trắng với lại màu rose. Giờ này giờ nó bụng mới thằng này nó nói không nổi. Nó nói là mai hồi này chị vô chị ăn nha. Chị ăn liền cái đôi này size nhỏ đó, size trung thì cái giá 230 đô la cho một cái cục đôi với thai này mà size nó nhỏ hơn 230. Yeah. 230 quý vị đó, tuyệt vời. Cái này là 300. Cái này 300, còn cái 230 nó nhỏ hơn nè. Bỏ giờ nó kêu cái khi nào mà gắn vô cái khách một cái là perfect đó quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị. Rồi một đôi bông kế tiếp nữa. Rất là đẹp luôn. Cái này mình đeo vài bữa mình phải chỉnh nó chị. Chứ không nhiều khi nó lờn. Ờ đúng chỉ rồi. Chỉ cần nhấc lên chút xíu thì nó không có rớt. Ờ. Cái này là 420 đô. Ờ 420 đô. À, mà mình có mấy màu phải không? Chuyền ha. Em có mặt dây chuyền. Lắc. Mặt dây chuyền cái lắc. Và cô cũng có cái màu này hình như màu xanh với màu đen được phải không em? Rất là đẹp. Rồi. Cái này là vàng 18. Rồi và cái sợi dây vàng 18 và trên này nó cũng ba cái hộp này chạy vòng vòng. Dạ. Quý vị cũng thấy đó, 550 cho một sợi này. Vàng tay size 46. Rất đẹp ha quý vị. Rồi. Và món kế tiếp. Dạ, món kế tiếp. Rồi. Có chị cái chị hỏi trả lời giùm cho chị cho. À. Vòng tay size 46 là size 14 đúng rồi đó chị. Size 14. À, vòng tay chị muốn xanh. Hỏi cái size. Và là 16 là 14 đúng rồi. Size 46 là 46 14 đúng rồi. Cái này 300. Cái này là vàng 21. Cái này vàng 21 một cặp bướm bướm. Màu trên này nó có cái tuyết khoai màu xanh dễ thương chưa? Và cái đôi bông này giá là 300 nha quý vị. Vàng 22. Chưa có sọ vô tay được. Không thấy đường sọ. Hình như cái chuôi này nó hơi lớn á. Dạ, yeah, cái này nó khó đeo. Đã xay thường em hay làm mấy cái móc đeo vô nó dễ hơn. Còn sát tay thì nó hơi khó. Đây. Cái đây khuyên nhưng mà rất là xe ha. Nhìn rất đẹp. Cái màu chơ quầy rất là đẹp. 300. Dạ, cái lắc nè, cái lắc đeo chung đẹp. Rồi, cái chiếc lắc. Cái này nó là vàng 21 luôn và giá nó là vàng 21 luôn. Cái này ai đeo cũng được.
Cái này nó hơi lớn, nếu mấy chị nào mà tay nhỏ thì nói cho em biết cái là ừ. em làm cái adjust nó nằm ở trong đó, ừ. thì mình đeo nó dễ đó. Đây, dễ thương cho quý vị. Cái bọc tai và cái này cái loại size nhỏ thành ra nó đẹp. Ừ, rất dễ thương. Nó rất là sang. Mình có thể đeo hai nhẹ nhàng, cái. Đeo nhẹ nhàng trên tay. Hai ba cái. Ừ, quá xinh luôn quý vị thấy không? Đó. Rồi mời quý vị nha, rất đẹp. Rồi. Cái lắp này để mình check cần nhiều. Cái này 750. Nó có cái loại đặc hơn đó, thì bữa mình bán 900, còn cái này nó thưa hơn thì nó là 750. Cái này có mặt dây chuyền, có bông tai, có lắc. Đây, mình đeo hai ba cái chung cũng đẹp. Đây, đeo chung đẹp thấy mô luôn. Cái lắc này nhiêu nè? 750. Cái chiếc lắc này 750. Đó, vàng nặng đến là cái đó nó 2 chỉ mấy. 2 chỉ mấy vàng 10 18. 18, rất đẹp, 750. Ừ, rồi. Cái nhẫn là 390. Cái nhẫn là 390. Rồi. Size này size 7. Ừ. Mấy cái nhẫn mình làm size đây. Được, thành ra mình đó. 390. 390. Đều bộ đẹp không? Uh-huh. Đó. Vừa bông tai, vừa nhẫn, vừa dây tay, lắc tay. Rồi, cảm ơn em. Cái này 314 nè chị. Cái này là 319. Rồi cái đây, nếu mà đeo màu xanh này á, bông tai nữa, đeo thấy cái xanh này cũng dễ thương nè quý vị. Đó. Thấy không? Dạ, yeah, cái đó 319. Cũng rất dễ thương, 319. 359 dễ thương. Rồi. Rồi đi bán giỏ, đi bán giỏ. Đi bán giỏ. Đi bán giỏ. Ali à, bán giỏ. Cái này hôm nay mấy chị mua rất là nhiều nè, cái này là chống nắng. Ờ à, đúng đô. Rồi. Bây giờ xong là rồi bắt đầu mình xài cái kem lên, cái kem 70 đô, kem trắng. Yeah. Đó, cái mà bên trong đang đánh đây nè quý vị. Đó, đang đánh đó. Ừ. Rất là. Này của đại hàng. Mấy chị xài ban đêm được, ban ngày xài cũng được. Thì nếu mà ban ngày thì mình xài cái chống nắng trước rồi bắt đầu mình xài cái kem lên. Đúng yeah. vậy. Lên nó đánh với nó mịn, nó êm lắm đây nè. Yeah. Có một cái đã mở sẵn rồi để cho quý vị nhìn thêm nè. Cái hộp kem này của em cái mở có, sẵn rồi lấy ra để đây đi. Đẹp lấy ra đây cho chị ấy cho khách xem để chị đánh vô cho quý vị ha. Đó. Đây nè, thí dụ như bên trong làm một giọt với cái tay ha. Đó, rồi. Trời ơi, chị biết một cái da em nó thấm đen á. Cái mình xài cái đó lên nó rất là vui. Thì đó. Đánh có một thạng một giọt thôi mà nó blend nó đẹp chứ chưa. Đó. Đẹp ha. Ừ. Trắng mịn. Ừ. Blend đẹp thiệt đẹp. Đó. Mùi thơm nhẹ nhẹ. Đó. Đôi chân vừa mới dùng cái này xong nè quý vị. Con vô tay nè. Ừ. Đó, bên trong vừa dùng cái này xong thấy cái da khác nè. Cái da bên tay bên này khác nè. Thấy chưa? À, mà cái dùng cái này xong nó đẹp chưa? Thấy không? Nó khác nhau luôn vậy đó, thấy không? Đó, phải làm vậy cho quý vị mới nhìn thấy được chứ, đúng không? Đó, thấy chưa? Ừ. Đó, đó, xong rồi á, vừa mới đánh này xong ha, cái bên trong sẽ lấy một tí này. Cái này của cô đang dùng thôi mình thọt đài chút xíu vô đi. Đây, chút thôi, đó. Chút thôi. À, trời ơi, nó trắng đẹp vậy đó. Ừ. Thì đó, cái tại vì á bên trong đang dùng trên da nè. Nhưng mà tại vì quý vị không thấy là khi lúc mà Bích Trâm đánh lên như thế nào, nhưng mà bây giờ đánh trên da tay của Bích Trâm rồi quý vị sẽ thấy rất rõ. Bích Trâm quẹt con tí tẹo thôi mà quý vị thấy cả một cái da tay trắng bóc đẹp chưa? Nè. Thấy chưa? Hai cái khác nhau nè, thấy chưa? Con muốn dùng. Con muốn dùng phải không? Đó, đẹp chưa quý vị? Bích Trâm đó không có hoa, thấy không? Đó, cái bên này là đánh cái phấn nó lên nè, đẹp chưa? Nè, đó, thấy chưa? Năm bệnh.
nó mềm đẹp vậy đó. Xong mấy chị xài rất là nhiều. Đó, các chị rất là thích nó. Wow. Em nghĩ nó control được cái dầu đó, cái ôi ủa đó, thấy không, cái bên này trắng trẻo đẹp mịn màng, bên này xấu quá. Rồi bây giờ mình phải đâm ra, mình phải đánh cả hai tay mới được, đúng không Alia? Đẹp ha, đó hàng đó quý. Thấy khác biệt hẳn rồi, thấy không? Với chị xài em thấy xài ngày thứ hai là bắt đầu mình thấy khác. Đó rất đẹp, thấy sáng sủa, thấy không? Thành ra với quý vị cứ hỏi bên trong dùng gì đó thì bên trong đó, bên trong dùng cái này đó. Nó sẽ từ 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 chứ con, từ từ nó làm ấy da ra đẹp. Đó thì cái hộp này là cái này nha quý vị. Cái này 70 đô. 70. Yeah, cái này thì 40 đô. Bởi vì mấy chị mua rất là nhiều. Đó. Rồi và bây giờ cái hộp này á nó là 3K30 nước LVS1 Tree Excellent và Medium Blue và giá là 25.000, 9 carat 45, ô quên 9 ly 45. 25.000. Đó, đẹp chưa? Rất đẹp. Rồi. Đẹp ha. Mà cái này của hộp ở nhà cô xài cũng gần hết rồi, chắc phải mua thêm hộp nữa. Phải mua thêm hộp nữa dùng. Hết rồi, gần hết rồi. Rồi bán cẩn thận cái kiến. Dạ. Yeah. Cái này 70 đô. Rồi. À và Jojo Armani. Armani và bây giờ sắp lễ 70 đô. Lễ mẹ xong là đến lễ cha thì 70 đô la cho một cái bell Jojo Armani. Đó rất đẹp. Và có đây reverse, tức là mình dùng màu nâu và màu đen được nha quý vị. Đó. Đó, màu đen nè, màu nâu nè. Đó. Yeah. 70 đô cho một sợi. Cho đàn ông. Vì sao mà bán bèo trong trước khi lễ mẹ không? Không phải bán trong lúc này. Không phải, là tại vì á, mẹ phải mua lễ mẹ cha. Xong là cha là luôn xế quần rồi, mẹ nó phải cầm cái bèo. Cha mua đồ nhiều quá, cha cày thành ra là cái quần của cha nó sẽ tuột. Trăng cày quá. Bởi vậy mẹ bán cái bèo trước. Mua cho ông ngoài đi. Chứ không có cái bèo là bữa đó cái quần của cha sẽ bị tủ. Đúng rồi. Cái này cắt được con, cái này họ phải để cái size thế này. Đó. Đúng rồi, 70 đồng cái để mua cho mấy. Trời ơi, nếu mà tao mua cho 7 thằng em trai tao 7 cái chết tao luôn. bảy 49 bảy đứa em, bảy cờ em trai. Wow. Rồi nha quý vị, cái rất là 70 đô la cái cục gứa kết chị quý vị. Jojo Armani cũng tốt. Bằng da đàng hoàng chứ không phải bằng ấy đâu nha quý vị nha. Đó. Ôi, bên trong có đến 7 ghê anh ơi. Bởi vậy nhau rẻ. Đó quý vị ha, đó trời trăm vác lên trên vai nè, 7 cầu em. 7 cầu em. Ôi ơi, đồng hồ Omega này chị. Rồi, cái này đẹp. Cái này giá là 1.000. Vác lên trên kia giùm chị. Treo trên kia giùm. Đó. Rồi, cái đồng hồ Omega giá bao nhiêu nè? 1.000 đô la. Omega 1.000 đô la. Đây. Đây quý vị. Size nhỏ. Size này nhỏ, size với chân bự không có bỏ vô được. Nên nói chuyện như thế này thôi quý vị nha. Đi hỏi cái gì. Dạ, 1.000. Rồi, cảm ơn quý vị.
ngàn đô. Có chưa kìa? Đó. Ờ, rồi. Không, cố sợ con đạp qua sợi dây. Rồi. Rồi, chiếu vào cái áo. Rồi, áo bao nhiêu? 80 đô đẹp. 80 đô rất là đẹp nè. Trang đứng lên cho coi đi. À, 80 đô rất là đẹp nha quý vị. Đó. Này cỡ khoảng là 230 pound một được. Đó. Này mình đang mặc đầm mệt quá, cái này vô cũng được. Ừ, đó. Nó vừa có thun nha quý vị, đó gọi là knit đó quý vị. À, và silk. À, knit, knit và silk. Nó mặc vô rất là đẹp, rất là sang. Đó. Rồi, cho con đặt chặt được chưa? Rồi. Cái này giống cái áo của Alia mặc nãy. Đẹp ha. Mặc rất là nhiều. Rồi, 80 đô. Đó. 80 đánh vô 80 con. Ừ. Rồi, cái này nó chị mặc rất là thích này chị. Rồi, nó nhẹ mà nó êm. Rồi, áo này nó rất là gọn. Ừ. Đây. Đó. Đây cỡ khoảng 120 không? 120. Bao nhiêu được con? 80 luôn con. Ừ. Mặt mát. Rồi. Cái này cũng 80 nhưng mà cái này 80 size lớn. Size cỡ khoảng 140-150 pound. Ừ. Rồi. Cái nào nữa? Mấy cái này là đồ bố. Vậy đó. À, đồ bố. Cái giỏ chứ đi. Ờ, thôi giỏ. Ừ, rồi. Dạ nên mấy chị nào mà cứ lựa mấy cái áo không đồ bộ đó, 20 đô đó, cái gì chị chụp hình thì em gửi cho. Cái này đẹp nè. Rồi, áo đầm. Áo đầm bông. 60 đô cho mùa xuân. Cái này có 110. Mùa xuân hoa nở rộ nhé. Ừ. Đó. Rồi. Rồi túi xách nè. Cái túi này nhiêu nè? Ừ. Cái này 3.300. Cái này 3.300 LV mới tăng nha quý vị. Đó. 3.300. Ừ. Rồi. Cái này là long man nè. Long charm. Long. Mình cứ gọi long man đi. Tại vì có man đơn ngồi đây nè. Bà tới ngày nhớ tới lon với men không à. Ừ. Đây, cái này 200, 500 bà không? Hả? 500 300 Hello. Ừ. Hả? Cái gì mà? Chanel Boy Medium. Bao nhiêu? Ok. Bao nhiêu? 3.900 mới tăng luôn nha quý vị. 3.900. Rồi, Louis Vuitton nè. LV 2.000. Đó. Cái LV này 2.000. Rồi. Mình đang lạnh một cái áo gì này vô nó ấm dễ sợ. Rồi. Cái này 2.900. Đây, 2.900 size small. Rồi. I know, my favorite. Cái đó để dành đi đế. Rồi cái này nè. Cái đó 2.000. Cái này mới tân 2.000. Đó. YSL. Rồi cái này YSL size bự. Giá chiêu nè. 1.800. Cái này nhạc xíu và 2.900 dễ sờ ha. Đúng, nhỏ có vỏ. Nhỏ có vỏ, ghê chưa. Rồi. Cái này nhiêu nè? Cái này 2.300. Này 2.300. Cái này nhiêu nè? Cái này 3.300. Cái này 3.300. Cái này 2.300. Cái này 3.300. Rồi. Rồi cái very classic nè.
ngàn mốt. Đó, ngàn mốt classic. Cái này nè, cái này 3.800, cái này 4.600, 4.300. Rồi cái này Valentino 600. Có dây đeo luôn nha quý vị. Hả? Cái này 1.500 à đi. Cái Chanel. Rồi cái cặp này nhiêu nè? 400 một chiếc. Cái này 800. Này nhiêu nè? Cái này 1.700. Cái này 1.700, size size này size medium. Mà cái này 5.000. 5.000 mấy? 5.000 chẳng. 5.000 chẳng. Đẹp chưa? Đó. Cái hơi mệt nè. Hơi mệt 2.000. Nè. Rồi. Này 500 Ferragamo. 500 Ferragamo. Cái này hình như 1.000. 1.000. 1.000 loại gì? Bronzer. 1.000. Rồi. Rồi cái này nè. Cái này 700 LV. Cái này cũng 700. Cái này cũng của LV 700. Rồi. Cái này nè 2.000. Còn cái này 2.000. Hello. Này okay. Lấy giá lấy nhiêu. Rồi okay. 3.000 okay. 3.000. Rồi, hai cái này. Cái này 2.000. Cái này 1.400. Cái này metallic 1.400. Cái màu trắng này 2.000. Đó, cũng Chanel hết quý vị. Này như nè, lấy cái này trước đi. 4.000. Cái này 4.300. Cái này 350. Đúng rồi, cái này. Con cầm này luôn. Đó. 350. Fendi 350. Fendi. Bom mình 800. Bỏ mình 800. Rồi. Rồi cái này. Cái này. Cái này Bottega giá là 1.000. Cái này của Bottega. Cái này là crossbody đeo rất là nhẹ và giá là 1.000. Nhìn nó vậy mà nó sang. Cái này 200. Hai trăm. Matchy. Rồi. Cái này 350. MCM 350. Cái này 400. Valentino. Cái này. Cái đó 6.400.
sống này là brand new. Mắt hơn con. Thành sao mắt hơn con được, con là vô giá. Rồi, bỏ đi vô đây. Con sách này không? Sách này đi. Nặng quá. Cái này LV. Quality. Giá là sao? Con còn già rồi nghe nó nói không? Trời ơi, con già rồi con nào không nổi tội con quá. Đi. Ơi. Trước khi mà tội cho con là cũng phải tội cho mấy cô chứ. Đúng vậy. Mấy cô già, con và mấy cô còn na nặng như vậy. Rồi tiếp cái kia cái bự này đi chị. Cái rồi. Này 2500. Này 2500 nè. Chanel. Này cái này nó có cái nắp mở ra. Này thuốc dưỡng tóc nè, thuốc dưỡng tóc mấy chị. 25 đô một cái rất là good. Sách thao hồi sách 2500. Mua đi cho kem boyfriend. Đúng rồi, con mua đi. Đúng rồi đó, hợp với chị có mình chị sách nổi hả? Con mình chị sách nổi đúng không? Người tôi to đùng rồi nó tôi phải sách bự. Không, nói chứ có người thích đồ bự, người ta không thích nhỏ. Là mấy người nhỏ thích đồ bự. Mấy người bự thích đồ nhỏ. Cái này thuốc dưỡng tóc, chỉ có trong vòng mấy phút là xong rồi nè mấy chị. 25 đô. Cái này 500 Burberry. Cái này bao nhiêu? Cái này của Ferragamo 450. Cái này xăm giá là 45 đô. Xăm honey xăm. Cái này 400. Gucci 700. Có hai mẫu. Giờ không, mệt quá, là... giờ mệt quá ăn xong. Cái gì? Mệt quá ăn xong, như chiếc đi lấy cây tăm gặp. Đó, rồi cái bộ này có cả 1.400 hả? Đó, cái house. Cái này mới quý vị ha. Đó. 1.400 hay 1.400. Cái này là... Oh my god. Giỏi. Wow. Nó nhớ. À, con tắm đi bà ngoại. Ngoại tắm đi cho tỉnh. Con đã khó ngủ rồi. Con đã khó ngủ anh. Nè. Cái này chết quá đi bà đội ơi. Con đã khó ngủ. Cái này gì con? Dạ hai. 1.400. Ngoại tiền. Vì cái này á tha hồ sách rất nhiều thứ. Tới 1 tiếng mới ngủ được. Có phim 20 phút. Thôi chờ rồi cho phim chạy. Làm gì mà suy nghĩ dữ vậy? Không biết nữa. Thì ta đã nói rồi. Nên là có ông nào có chàng nào rồi nên mới khó ngủ vậy đó. Đừng có nói nhiều nữa. Cái này có Chanel giá là 1.900. Nè, tôi nghe nó xong rồi tôi mệt với tôi đi. Tôi đứng không nổi. Chưa gì tôi thấy khó ngủ. Cái này AV 1.000, cái này còn mới. Cái màu đen cũng 1.000. Đấy, nó 1.000. Mấy chị nào có bệnh giống với Alia mới 12 tuổi bây giờ không mất ngủ. Không có mất ngủ, khó ngủ. Khó ngủ, trời ơi, đây là phải chằn chọc vậy hả? Làm đây hết nói nổi lắm. Giờ phải làm cách nào cho nó ngủ ta? Giờ làm sao cho nó ngủ đây? Uống chai bia. Uống thức ngủ. Uống chai bia trước khi ngủ. Uống bia là con còn thức nữa. Cái tấm này nhiêu? 1.000. 1.000. Còn cái túi này nhiêu? Cái này 1.500. Cái này Chanel 1.500. Mấy chị có cách nào chỉ giùm cho Lia cho nó ngủ được. Đúng rồi. Chị nhà giúp cho cháu. Giúp cho cháu nó ngủ được. Giúp cho cháu nó ngủ chứ khổ ghê. 12 tuổi.
nên 1.500. You know, I know why rồi. Tại vì già trước tuổi. Suy nghĩ nhiều quá. Đúng rồi. Đúng rồi, giờ mày biết reason. Okay. Con đã biết rồi. Nhảy hả? Nhiều khỏi cần kiếm nè, mua ai sẵn cái này đi cho ông xã nè. Chuẩn bị pha ai cũng nói con vậy phải không? Đó. Cái này là 700. Prada, brand new. 700. Giờ cái này. Tối nay mà tôi bắt ngủ là tôi bắt lại nó. Tại sao? Tại con lấy cô đó. Tại con lấy cô đồ cô đang ngủ ngủ khỏe. Tự nhiên nghe cô nói hồi tôi phải suy nghĩ, phải chặn một chọc. Cái này thôi với giá là 170. Cái này dị thương này? Bèo bèo. Cái đó dị thương nó con. Cái này Ferragamo 200. Oh my god. Nè, con sách đi chứ bây giờ thương. Con lấy. Thank you. Goodbye. Rồi. Hai tuần. Hai tuần lương. Đúng rồi. Nè. Đúng gì 600. 600. Rồi. Cái này. Cái này như có quà lệnh chồng. Có chú Gucci trên vách này. Dạ không có. Dạ. Gucci trên vách. Gucci trên vách là 600. 600. Đó. AV màu cam 500. 500. Đó. Dạ. Nó tốt 100 hết trơn rồi. Rồi cứ chạy cái đã. Bây giờ lấy cái đó. Hả? Kể nó đi giờ. Đó. Cái đó nhiều. Cái đó 1.000. Đó 1.000. Hậu đậu. Đâu tao bắt chiếu cái tiền. Hậu đậu. Hậu đậu quá. Rồi. Đây. Cái đó 7.5. Ừ. Này 600. Rồi. Burberry. Cái Burberry và bao bát hoặc là bát bát. Ừ. Đây. 600. Được thương chưa? À, rồi cái này. À. Cái LV này very classic nha quý vị. Đó, 1.000 đồng. Cái này chứ hả, phải nói là đeo không bao giờ bị đau vai. Tại vì cái dây nó lớn. Đúng không con? À, mà đeo nó dễ là bởi vì bỏ nhiều vùng được hết. Chỉ mỏi vai. Chỉ mỏi vai thôi, chứ bỏ nhiều thứ trong này lắm. Thích lắm. Ừ. Rồi. Cái này là LV này chưa? Cái này 800. 800. LV màu trắng vậy thương chưa? 800. Ừ. Oh. Rồi. Này của Chanel bác bác. Chanel bác bác. Giá là 2.600. Ừ. Rồi. Đeo này êm vai ha. Êm da. Êm ghê không? Cái da nó êm thiệt là êm, da này da thiệt á. 2.600. Ờ. Cái này 900. À, kệ nó chứ. Câu cá này câu có sao đâu. Cái đó nhìn nó là cá. Ây da. Thôi mẹ, size 30. Ừ, đây nè. Đó. Rồi nha quý vị. Cái của Lia là Birkin size 30, giá là 9.800. Size 30 giá 9.800. Ừ. Đây. Để cho nó nằm lên. Ừ. Em đang có một cái size một cái Kelly size 25 brand new có receipt giá là 15.500. Nếu mấy chị nào cần thì nhắn em gửi hình qua cho nha. Kelly size 25 giá là 15.500 brand new có receipt. Có mua bình wallet màu đen liền không? Có cái gì? Có cái gì? Không đọc được chưa đọc. Women wallet. Nhiều lắm mà. Okay. Không đây. Có. Không cái có gì? Màu đậm. Màu đậm. Cái này size cái này 450. Cái này có box có đi. Ừ. Cái đó màu đậm. Không, cái đó màu đậm. Ồ, hên chưa. Rồi. Cái này là Hermes Bell của đàn ông. Ừ. Giá là 900. Ừ. Đó.
có đôi giày nữa chứ, đôi giày cũng đôi giày, 900. Đôi giày 900. Đôi giày size 9.5. Ừ. Mở cái đôi giày nào. Gucci belt của đàn ông và giá là 350. Nè. Cái này thì rất là dễ xài. Size 9.5, brand new size. Đó. Rồi. Cái này size 30 rất là dễ xài. Cái size này ai xài cũng được. Cỡ mấy cô nhỏ nhỏ như em, nhẹ nhàng. Ừ. Cái đó là cái gì? Birkin. Birkin 30 Hermes. Mấy ngàn bạn ăn rồi á? 9.800. Kelly màu đậm. Mấy quý chị nhắn qua cho em số phone là 7145926338. Em gửi hình qua cho. Cái này brand new, có box, có receipt đầy đủ. Dạ nhắn dùm số phone của mình nha chị. Cái này là 900. Cái này là 120, cái này của Coach. Dạ Chris xin nhắn cái số dùm qua cái số phone của Trang là 7145926338 mà gửi hình qua cho. Cái này bao nhiêu vậy cô? Cái này 800, cái này Chanel bao nhiêu? Dạ để lấy mấy cái khăn ra đi cho. Khăn 30 đại hàng. Dạ, khăn của đại hàng 30 đô. Lấy mấy cái khăn của đại hàng. Khăn đại hàng 30 đô đó quý vị. Nhiều lắm, không có nhiều. Ăn đi, lấy ra đi. Dạ mấy chị xài cái này rất là tuyệt nè. Cái thuốc mọc lông mi là 70 đô nè. Đó, thuốc mọc lông mi nó dài nè ha. Xong rồi bắt đầu mình dùng cái mascara, cái primer với cái mascara là mấy chị 40 đô cho một cái cặp này. Nó màu đẹp à. Màu đẹp lắm. Ừ. Cái này 80 đô. Ngồi lắm mát. Rồi. Với cặp này 60 đô. Lấy tiếp, lấy cái bóp đó con. Đây là tháo lông mi của Trang dài. Ừ, nghe không? Nhờ xài đó. Xài cái này nè. Bây giờ cô xài thuốc mọc lông mi xong. Cố gắng lắm nha. Ừ. Rồi. Mấy cái bóp bên dưới con. Nó đang bị hậu đậu. Nó đang bị hậu đậu, khủng quá. Rồi, cái này nhiêu nè? Cái này so unique. Cái đó hả? Cái đó 7. Cái này 700 nha quý vị, LV. Ừ. LV 700. Cái này bao nhiêu? Nó mọc lông mi. Cái mọc lông mi là 100. Ok. Mình có bao nhiêu trăm? Mình tiếp tục nha. Thôi con cứ mặc áo thôi đi chứ. Con ơi. Dạ. Cứ mặc nó đi. Cái đó hình như là trăm. Cái đó hình như trăm phải không? Bao nhiêu? Cái đó bao nhiêu? 250. 250 hả? Ồ, 250. Ok. Cái này chắc là... Backpack là mấy? 150. 1.000. Ừ, rồi. Cái này 1.000. Đã lên đi đồ đẹp. Rồi. Cái LV. Backpack. Cái đó 2.000. 2.000. Rồi. Cái này nhiêu nè? 550.
Para Valentino. Chanel 800. Chanel 500. 100. Cái này 1900. Cái này 100. Mấy cái bên này lấy hết chưa? Trên này, đằng trên này chưa? Trên này chưa? Cái này này chưa? Mấy cái này chưa? Ừ. Cái đó 1.300 Chanel. Ừ, rồi. Cái này sau lưng. Đó, cái đó nhiêu? Cái này 2.800 nha quý vị. Ừ, loại lớn 2.800. Cái này mỗi cái 1.100. Cái này 1.100 dễ thương chưa? Nó là gì? Kate Spade. Máy của cô anh Kate Spade. Ừ, 100. Ừ. Cái đó là LV là Burberry. Cái này một set này 1.700. Cái set này 1.700. Đây quý vị. Đó. Cái đó YSL. Cái YSL này cũng 1.700. Cái này đẹp. Cái này. Rất là sang mà cho. Đi làm đi chợ đi chơi đi cả đó dài như nè Chanel cái đó rất là sang đấy. Tại vì là đồ nó mắc lắm, thành ra mình mua được mấy cái này nó rẻ chứ mình đi mua trên thị nó cái này là của người mới ta. Dạ, 450. Này 900. Cái này 900. Valentino. Này cho đi à, được. Màu tím 450. Cái này 500. Này 550. Thương không? Cái này Fendi giá là 1.400. Nó 1.400. 1.400. Cái giỏ màu này là 1.900. Lấy ra Octrix. Octrix. Cái này 50 đô. Cái này con thích 9. Con thích này hả? Hai thằng nó thích cái Oxford này. Dạ, mua đi cho. Nè, nó đi. Đó. Cái này mỗi cái 50 đô mình biết chị. Ừ. Đủ màu. Nè, để cô bỏ này. Đúng lúc hậu đầu. Ok rồi sao em? Này Bell Givenchy giá là 300. Cái 300. Đó là da cá sấu. Da cá sấu Givenchy 300. Một trăm. Ừ.
Cyber 100. Dạ. Ừ, 100 Cyber 100 mà hình như nó sao. À, nó sang một phía. À, đẹp chưa quý vị? Ừ. Cyber. Đó, quý vị tha hồ lựa nha. Và đây ghi về chi. Ừ. Đó. Đó, đó. Cái này MCM, hình như đồng xanh. Đó. MCM 180. 180. FCM hả? MCM. MCM cái này trên nữ hay nam? Nữ nam gì? Nam cũng được. Nam nữ. Bụng em cỡ này không Dũng? Dũng chưa? Dũng bụng em cỡ này không? Tặng em rồi. Ờ, rồi này, mày đeo được mày đeo mày đeo béo đeo được hết thì tao tặng. Cái này 750 à đi. Cái này là brand new Chanel. 750. Cái này 1.500. Cái này 1.500 là cái gì nè quý vị? Không phải lấy ra ha. Đây con nghiêng ra chút. Đây. Cái này nè quý vị, đó nó như thế này nhé. Cái này rất là sang. Đó. Thành ra khi mà quý vị cầm á, nó là cái này brand new luôn nha quý vị. Đó. 1.500. Thành ra khi mà quý vị cầm cái này á, à, quý vị đi tiệc hay đâu cầm thế này rất dễ thương, hoặc là trồng với cổ tay à, làm gì làm đó rất là hay quý vị ha. Đó. Cái đó brand new bang này. Cái wallet on chain. Cái này đi. Brand new bang. Còn cái này 3.000. Ừ. Oh my god. Đó, 3.000. Nó ngồi nó đứng nó tính toán. Một năm lương cho nhiều. Một năm lương đó. Thôi not worth it. Not worth it. Rồi. Hello. U. Cái dạ. Cái đỏ đỏ thì có. Có. Dạ. Đỏ đỏ. Cái này nhiêu quên rồi? 750. Cái này bao nhiêu quên rồi em? 650. Đây có phone 650. Ôi trời ơi khổ quá. Cái 1.000 dạ rồi. Cái này 1.000 mấy? 1.000. 1.000 đồng nha quý vị. Đó. Chanel, cái này để được passport, để credit card, để tiền, đó, mấy ngàn tiền luôn, để vé máy bay vô đây, đó, à cái này khéo ha, vừa tiền, vừa vé máy bay, vừa credit card, vừa đồ nữ trang bỏ ở đây, passport, tiền không, nhưng mà có một cái á, cái này á, là nó nằm, phải nằm trong cái bóp của mình luôn, cái túi sách của mình rồi mới lấy ra được, à, còn không có còn không thôi carry là phải có cái quai để mình carry. Cái này là 1.200 LV. Ừ. Và cái LV này 1.200 nó có để hai màu. Cross body rất là đẹp. Đó vậy thứ nè. Yeah. Yeah. Rồi, đây là size 7 brand new Chanel. Giá là 850. Size 7 thì tôi lấy vô. 7 size 7. Size 7 nhỏ này rất Chanel. Đẹp. Rất đẹp, đẹp. Sang đúng thì nhưng, sang. Nhưng mà chỉ có size 7. Đúng rồi. Cái này là của Chopa nè chị. Cái này là Celestial nhưng mà diamond. Cái này đã có box, có beaver hết. Ừ. Có, có giấy tờ và có hộp. À, làm bằng stainless steel và da là da cá sấu thật. Yeah. À, và cái này giá... có cỡ 3-4 sợi dây mỗi màu, nhiều màu. Ừ. Và giá cái là original và giá là 8.000. 8.000 đồng. Sofa. Cái đó original. Ừ. Original nghe quý vị, 8.000. Original. Hả? Ừ. Wow. Mà ông mà 8.000. 8.000. Có 8.000 thôi. 8.000. Đẹp ha. Đó, 8.000 thôi. Này 200. Con mua đi. Và cái này 200. Cái này 120. Cái này dễ thương. Ừ, cái này 120. Đó, rất dễ thương. Cái này đi đeo cái này đi uống boba được rồi. Con không có mặc
Mặc màu này cũng được, con mặc bộ màu đen, con đeo cái áo rồi, con đeo cái màu hồng này nó mới đẹp. Rồi cái gì nữa nào? Cái túi Valentino đằng trên kìa. Rồi. Cái này em còn mấy size? Cái quần đó 50 đô đó đẹp. Cái này vô đây. Rồi, và bây giờ cái quần này đó là cái loại này là cái loại 50 đô stretch mà nó ôm cái bụng mình rất là đẹp. Size này size 31. 31 cho những người 150 pound trở lên nhé. Đó. 150 160 pound là đang được. Rồi. Cái đó giờ còn mấy cái. Còn có mấy cái thôi. Ừ. Đây. Cái này quần lợn cũng size 31 luôn. Dạ, cái này mua rất là nhiều. Bây giờ mùa hè là cái quần này nó mát, nó mỏng mỏng nên nó mát. 33. Cái này size 33. Ừ. Ừ. Size 33 có bự không cô? 33 cho cái người 150, 160, 170 thao á. Cái này 40 đô. Ừ. Hơi bự cho đàn ông. Không, cái này cho nữ. Nữ con, mặt nó giống như váy á. Này 30 đô. Ừ. Áo này 30. Đó. Ừ, áo đầm. Dạ thương, có dây cột. Áo già. Cái quần nha quý vị. À, loại quần. Đó, bây giờ người ta hay mặc gì đó. Mặc áo lưu quần á, nó gọi là cái gì? Jumper á. Đó, rất dễ thương. Ừ. Jumpsuit. Đó. Cái này size mấy đây? Size medium. Có nhiều màu lắm. Có chút size large. Nhưng mà cái kiểu đó nó hơi khó mặc á, thành ra. Đúng rồi. Nè phải là sexy. Tôi dài này nè Ali à. Cái này 500 rưỡi. Cái đó là cái này 550. Nè cô. Và cái gì nữa? Khăn mỏng này 30. Ừ. Khăn mỏng. Đó. Rồi. Cái này khăn 3 để như vậy đi. Đó. Cái này hai mặt nha quý vị. Đó. Ừ. Được không? Bốn mặt nào cũng cái được hết. Cái đó là 50. Cái ừ. Này 30. Cái loại giày á thì 50, quý vị cứ nhớ vậy. Đó. Cái... Không biết không, cái này là gì không biết không?
Ít khi ngày trước á, mỗi lần ăn mà đi xe còn vớt xe bồ người ta cứ cột tóc. Ừ đúng rồi, con rồi đeo cái mắt kiến vô nữa. Em những năm 60 á. Chị cái này của Chanel phấn nè. À. 60 đô. 60 đô phấn à. Rồi. Màu rất là đẹp, ừ, phấn trắng nha quý vị. Đó. Hồi xưa á, nào những năm 60 con biết không, đi xe Cadillac mà convertible cái cột cái này đeo cái mắt kiến vô nữa, cái mắt kiến cái mắt xích xét đó con nhớ không? Ừ, dạ nhớ. Ok đó. Cái này đúng không? Ở đây có cái mắt kiến xích xét nào không? Cái là mình đeo nó lên. Con có thấy hơi giống cái này. Không, cái kia cái khác nữa. Cái này vậy nó đưa lên nè, mắt kiến. À. Mắt mèo, kiến mắt mèo á. Con cột lên, con cột cái này vô xong rồi con đeo cái mắt kiến đó. Đó cũng được, đó đây nè. Đó rồi. Cái khăn đó rồi, cột lên. Này. Đó, nó dễ thương lắm. Con thấy không? Cái đi xe convertible á, họ cột vậy đó, những năm 60 á, những cái năm 60 người ta cột vậy đó con. Đó, xong rồi đi xe, rồi mặc cái áo đầm dễ thương. Đó, vậy đó. Đó, họ cột vậy đó. Rồi đi xe convertible, mặc áo đầm xòe á, dễ thương lắm. Đó, của những năm 60 về trước đó. Con thích trở lại. Ừ, đẹp không? Rất là dễ thương. Đó, rồi mặc cái áo đầm nữa, rồi nó đi xe. Hồi đó cô còn nhớ cái xe cá lắc là hồi xưa cái kiểu nó dài, nó đẹp. Đó. Tay có bao giờ đẹp không? Có chứ. Rồi, tiếp tục. Hao ba như thế này. Như thế này có đẹp không? Đây cái màu này cái 20 thôi xoay cái bướm là 20. Ủa nãy giờ cứ đâu biết cái đó là 70 hết rồi. Bướm thì 20, còn cái này mấy chục? 30 30 ô ba mới. Lại thêm một cái này nó brand new, nó có receipt box everything. Ủa sao nó giống kia? Cái kia cũ. Cái đó cũ. Cái này là còn nó này có là mấy brand cái new. Future mới. Rồi, cái mới nó có dây. Feature. À, cái cũ nó không có dây. Dạ, cái cũ nó không có dây. Cái này là brand new box. Nha mấy chị nào đang cần mua cho Mother Day cái này nè. Bao nhiêu tiền? 3,600. 1,600. Chắc cái loại mới thì nó có dây. À, loại mới thì có dây. Này brand new box phải vừa receipt đầy đủ. Này mới mua dễ chị. Ừ, vậy hả? Wow. Yeah. Đó, brand new có receipt box đầy đủ. Receipt box luôn nha quý vị. Đó. 1,600. Đẹp ha. Nha, kiểu mới nó có dây. Đó, có box nha quý vị. Này. Loan cái này fit vô trong đó. Nó để xẹp vô mà con, như này. Đó. Rồi. Dễ thương ha, cái loại mới ra. Tại vì cái cũ nó không có dây. Cái loại mới thì bây giờ người ta sai tay xách nách mang nhiều quá, giờ bắt buộc phải có dây. Đó. Rồi cái này nhiêu? Cái này nhiêu em? Cái đó hả? Cái đó 20. 20 luôn. Okay. Rồi. Rồi 20, cái khăn này cũng 20. Ủa, tại sao? Dày cho. Tại ủa cái dày khác nhau chồm. Mà cái này nó sao? Cái này 50. Đó. Con mở ra cái mới. Thôi, hỏi. Dạ nếu mấy chị nào đang cần mua cái này nè. Ừ. Đó. 1,600 menu. Đó, rất đẹp. Bó. Dây đeo đầy đủ và size vừa, nó không có bự. Dễ thương ha, xách đi rất là sang. Còn thơm. Cái cũ nó không. Còn thơm. Dạ, thơm lừng, mới. Còn thơm lừng là mới toanh rồi quý vị. Thơm lừng mùi da. Ok. Đó, đúng rồi, da mới mà. Da mới. Ok ha, ha. Dạ. Rồi, chương trình hôm nay đến đây là chấm dứt. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình Trang Fashion and Jewelry cùng với Alia, bà ngoại, đây bà nội, còn kia cháu.
Chúc quý vị ngủ ngon và quý vị gặp ngày thứ sáu và đồng thời vào ngày chủ nhật là Mother's Day, và gặp sẽ gặp lại quý vị ngày chủ nhật Mother's Day nha quý vị. Cảm ơn good quý night. Vị. Good night. Thank you for watching everyone.